rồi đưa tôi cái hôm bữa mấy chục cái mà ngẫu nhiên bóc chưa, còn dư không? Hết đơn rồi. Cố mặc gì vậy mượn ơi? Có trái táo không thôi? Có 4 trái là 4 mẫu luôn. Quay vậy? Trời ơi, chiến này là chỉ có đủ mẫu luôn à. Ai hơn dữ ta? Hello các chị đẹp của em. Hello mọi người, ai đang coi like các chị vô like nha. Chị nào thấy em cho em xin một cái nút comment, một cái nút chấm và một cái nút chia sẻ like nha các tình yêu ơi. Để em lấy cái điện thoại em đọc comment mọi người đi. Hello các chị đẹp, ai thấy em cho em xin comment. Hello chị Hoa Ngọc nè, em chào chị Bùi Trân, Trân Bùi, chào chị cô Mèo. Trời ơi, em biết sao em mệt rồi. Em biết sao em mệt rồi mà mỗi tháng em bị đau đầu chóng mặt rồi. Các chị biết lý do tại sao không? Mấy ông bưu điện ổng có canh cái ngày mà ngày mùng 1, mùng 2, mùng 3, mấy cái ngày đầu tháng ổng về ổng trả hàng bom không à. Cái xong rồi hôm qua nhân viên em mới bắt đầu khui hàng lên, khui hàng. Cái xong rồi nó khui hàng nó cũng không chụp cho em biết nữa. Cái hôm nay nó chụp lên ở trên trên hội, trên group á. Trời ơi, em vừa thấy hàng bom xong là em chóng mặt luôn. Mà em nói thôi để ngày nào em coi em rảnh rảnh em xả. Chứ giờ thôi bây giờ em bán hàng đây. Chứ em mà ngồi em xả nữa là em mệt luôn á. Ai coi live stream các chị vô like, các chị chia sẻ like cho em nha mọi người ơi. Ai thấy em các chị cho em xin một cái nút chấm, một cái nút chia sẻ ở trên like nha mọi người. Hello chị Huệ Phạm, em chào chị Nga Yumi. Lên mặt ốc trái tim đi chị ơi. Đây là cái câu nói mà từ sáng tới giờ rất là nhiều người nhắn tin cho bên em. Hỏi nhân viên em là em ơi còn được tặng cái mặt đó không? Nếu như em nói điêu có chị em mất lọc. Có một cái live buổi tối em ngồi em nói nhảm, cái em làm chương trình em tặng tùm lum tà la luôn. Bây giờ các chị lên tường em thử rồi các chị coi còn cái live stream không? Ba cái live stream đó với anh xóa sạch luôn. Không để lại một cái dấu tích gì hết. Trời ơi, em không biết sao bữa em khùng má ơi, em tặng đủ tứ tặng luôn. Em nói thiệt không đó, chị nào mà coi cái live stream của em là đúng hơn luôn. Đúng không? Hôm bữa là các chị không tin, các chị lên tường với anh thử. Các chị coi ba cái live stream gần nhất có cái live nào em để lại không? Xóa sạch sẽ luôn. Qua ngày hôm sau là em nói chết cha rồi. Em thấy có người nhắn tin em, nhắn tin Facebook cho em. Hỏi là bé anh ơi, còn chương trình tặng cho chị không? Để chị đặt. Em nói ủa sao hôm bữa em tặng vậy hả, em không nhớ là em tặng rẻ gì luôn mà chị nói là hôm bữa em tặng vậy á, thiệt á. Xong rồi em mới nói với nhân viên em đâu coi lại like coi khách nói đúng không. Thế là nhân viên em nói là hôm bữa em xóa hết cái live stream rồi, em like xong em xóa hết ba cái live stream đó rồi nên là nó không có vô nó coi like được. Các chị ơi, các chị thấy em khùng không, tặng sống nhớ nhung gì hết á. Ai coi live stream các chị chia sẻ like cho em nha, để em đọc comment của khách nè. Đợi em tí xíu. Hôm nay có một cái bất ngờ như thế này. Tổng cộng là em săn sale ở được bên hàng là hôm qua em nói với chị đó. Chị của em đi qua bên hàng săn không phải đi qua em, sorry em nói nhầm. Chị của em ở bên hàng thì săn cái kem đó ở Timon. Là cái gọi là cái môn tại hàng. Chết rồi, cái T-Bot nó không vào được rồi. Kêu Hân đăng nhập cái T-Bot đi. Ai coi like chia sẻ like thì chỉ mua sale được. Hôm nay ở bên hàng gửi về là sáng nay gửi về là bao nhiêu hộp nhờ? Sáng nay báo trong group đó là mấy một thùng thùng đó là 50 mấy hộp. 54 hộp bột uống truyền trắng Huyện Nam là mua được giá sale. Nên hôm nay các chị mua like đi. Hôm nay có gì em tặng 54 hộp cho vài chị coi like may mắn. Giá cực kỳ sốc. Mua sale là sẽ bán sale nha mọi người nha. Từ từ để em đọc comment của khách đây. À quên nữa, cho tôi cái tiếp retinol nữa. Quên xài retinol. Để em đọc comment nha. À, chấm chấm nè cả nhà ơi, chị Bùi Trân Trân Bùi nói chị mới nhận được mặt ốc giọt nước. Đẹp xuất sắc luôn bé ơi. Chào chị Công Thị Hậu. Chào chị Thủy Tiên, chào chị Quý Nguyễn.
Hello chị Hồng Liên, chị mới nhận được mặt ốc trái tim đẹp lắm và cảm ơn Minh Anh, Kim kêu ông rất là tuyệt vời. Em cảm ơn mấy chị, mặt ốc trái tim đẹp tuyệt bé ơi. Hèn chi tìm coi lại không thấy đâu, xóa mất tiêu rồi. Má ơi bắn điên bó khùng không à. Không có nhớ. Trời ơi coi lại cái like. Trời ơi sáng em dậy em coi lại like em hết hồn luôn. Cái tiếp đang xài mà. Trong cái đó đó. Coi trong cái túi đó có không? Hôm bữa là lấy làm mẫu xài dưới đây nè. Còn cái tiếp kia tôi để bên nhà mẹ tôi rồi. Đợi em tí xíu nha mọi người ơi. Chia sẻ like cho em nha. Có trong đó không? À đúng rồi. Tiếp kem retinol này là sáng nay tôi mới xớt. Tôi để em nhà vệ sinh ở trên lầu. Ngay cái chỗ kem đánh răng á. Trời ơi quên. Trời ơi không có nhớ gì hết. Nè các chị thấy không? Các chị thấy không? Retinol này nó không có bong. Retinol này phần trăm nó không thấp mà cũng không có cao. Nên mấy chị xài da các chị lâu ngày nó sẽ đẹp hơn. Em không có bán cái loại mà bong da. Tại vì bong da mấy cô mấy chị mà không biết cách dưỡng á, là da của các cô các chị rất là mau xấu. Thì em coi đa số những loại mà retinol phần trăm cao á, là đa số là dòng khoảng tầm từ 2% cho tới không 2% là bình thường. 2% là bình thường. Từ khoảng 2.5% đổ lên là dòng retinol bào mỏng da. Nó không phải là dòng bào mỏng da đâu, mà nó có A, cái thành phần AHA. Nó có cồn trong đó để nó đẩy đi cái lớp sần hóa trên da quá mạnh. Các chị thấy em đang em hôm nay em mới gọi là em dùng một cái sản phẩm này mới bên hàng nhưng mà em chưa bán đâu. Em để dùng thử đó. Em đang gọi là dùng một cái hàm lượng khá là cao AHA để em làm hai cái bên cánh mũi của em để nó bay những cái mụn đậu đen đi. Đó em đang làm thử thôi. Cái nào mà em xài thấy ok thì em sẽ like, nhưng cái dòng đó em chưa có bán. Này em đang dùng. Thành phần này là 1.01% đó chị Hồng Liên. Retinol của em là 1.01%. Các chị mua retinol đúng luôn á, là nó sẽ đa số nha, những loại mà xịn cao cấp nó chỉ nằm ở trong cái tiếp này thôi. Thường thường á, em để ý bên hàng luôn, nhiều hãng lắm, nhiều hãng cao cấp lắm, đa số nó sẽ vô cái tiếp này. Nhiều người nói bé anh ơi sao mà cái tiếp này nó nhìn nó nhỏ quá, nó không phải là trong cái hũ. Thật sự luôn em cũng không biết diễn tả làm sao, nhưng mà em thấy ở bên hàng đa số nha, những nhà máy hoặc là những cái gọi là thương hiệu lớn, người ta bán retinol là người ta chỉ vào trong cái tiếp này thôi. Thì nghe nói là nó sẽ không có bị bay hơi cái gì đó, thì em không có rành. Thì ở bên hàng em có hỏi mấy chị á, thì mấy chị nói như vậy. Dòng này là 1.01. Dòng này là nó không quá thấp mà cũng không cao. Dòng này là dòng Retinol Pro. Nó bào chế dưới dạng cream accent, nên khi mà các chị thoa lên trên da nha, nó không phải là kem dưỡng nhưng nó cũng không phải là serum. Nó hay ở chỗ đó. Các chị mà siêng năng, các chị dùng cho em mỗi ngày chỉ sâu cho em. Tại vì Retinol dòng này của em á, nó không phải là loại bông da, nên em khẳng định các chị, nó không có vi diệu, nó không có ảo. Các chị mới xài là liền là da các chị là sẽ đẹp liền ngay đâu. Nhưng mà các chị mới xài vô em bảo đảm các chị sẽ cảm nhận là da các chị rất là căng bóng nhanh luôn. Nhưng mà dòng này là phải, các chị phải nên nhớ nha, những dòng mà không gây, không làm da quá nhanh đẹp và cũng không gây ảnh hưởng cho tới da, thì các chị dùng nó sẽ an toàn. Tại vì bây giờ mấy cô mấy chị lớn tuổi nhiều lắm rồi, dùng những loại mà retinol cao nó sẽ gây tới ảnh hưởng cho tới da của các chị các cô. Tại vì già rồi nhiều khi da của mình nó cũng hơi mỏng, cái mao mạch nó hiện lên ở trên da. Nên mấy chị mấy cô mà dùng những loại retinol mà quá cao thì nó cũng sẽ làm ảnh hưởng tới mạch máu của da, thì những người đó sẽ rất là dễ bị xỉn màu trên da của mình. Dòng của em là em nghĩ ok rồi. Em nói thiệt với chị là em không có ham bán cái loại quá cao, tại vì mấy cô mấy chị mà không biết cách xài là không có chữa được da luôn, khó lắm. Nên dòng của em là vừa phải nha. Chị cô Mel, nhóc bưu điện nó thấy đơn nào chị cũng có hộp bột hủy nám, nó cười nó chọc chị, uống để thành tinh hay sao mà mua nhiều vậy? Minh Anh ơi, hôm nay cô nhượng được lắc tay 2 chiếc, 1 chiếc rớt hột trắng ra hết rồi con. Cô Nguyệt Trần, cô Nguyệt ơi, cô Nguyệt nếu như mà vậy á, cô chụp qua tin nhắn cho con đi. Cô chụp qua tin nhắn cô gửi về cho shop con đi. Con nói nhân viên làm lại cho cô chiếc mới. Tại vì nhiều khi con cũng không biết cái vấn đề xảy ra ở khâu nào hết.
Thì bây giờ nếu mà có bị vậy đó, cô gửi về shop đi, con làm lại cho cô nha, con gửi lại cho cô. Giảm cân 14 ngày dùng sao vậy Minh Anh chị Lợi Phạm? Một ngày chị uống cho em là 2 viên. Mỗi ngày cái một ngày uống 2 viên, mỗi lần sau khi ăn uống cho em là 1 viên nha. Nó sẽ giúp cho chị là hấp thu những cái lượng tinh bột hay gì, nó sẽ hấp thu rất là chậm. Giống như chị ăn cơm đi, nó sẽ giảm bớt và nó sẽ làm cho đào thải mỡ qua đường phân với đường tiểu. Còn cái viên giảm mỡ thì nó sẽ làm cho giảm mỡ nội tạng sâu luôn. Những người bị tiểu đường hoặc là gan nhiễm mỡ, các chị các cô dùng được. Vậy Boretinol xong có phải dùng thêm kem dưỡng không em? Chị Hồng Liên Nguyễn Như, cái này ở bên Hàn Quốc á, là người ta dùng retinol xong người ta vẫn đè thêm một lớp kem dưỡng. Thì mới đầu các cô các chị mới xài thì mình nên xen kẽ. Ví dụ như hôm nay mình xài retinol thì ngày mai mình dùng kem đêm. Mình xài như vậy để cho da nó thích nghi đã. Sau một tuần các chị các cô hãy dùng kết hợp cho bé anh. Tại vì em cũng đang dùng vậy á, tại vì em nói chung là tối mà em không xài kem keo ong hoặc tối em không dùng kem C em chịu không được. Thiệt, em đang dùng cho nó thật là đều đặn luôn. Em không có bỏ ngày nào hết, tại vì mình bỏ da mình nó sẽ không có đều, nó không có đúng quy trình, nó không có đẹp được. Hello chị Ti Ti nè, hello em chào chị Nguyễn Nhung ạ. Chị nào đang coi like, các chị các cô chia sẻ like. Hôm nay các chị các cô thích cái gì? À, vô like chia sẻ like nha. Nói hơi nhiều xíu, nãy giờ nói nhiều phút rồi. Nãy giờ 9 giờ rồi, chưa bán gì luôn. Ngồi mới nói thôi. Ai hôm nay thích gì, comment đi. Hôm nay em chắc chắn là sẽ dành ra 54 hộp thủy nám làm chương trình dành cho mọi người. Đó, mình chấm một cái nút nho nhỏ thôi. Đây, đó, các chị cho em 4 hạt đậu ở 4 trên vùng da. Đó, xong. Mấy chị mấy cô cho nó tán ra. À, khi mà xài cái retinol này nè, mấy chị các cô sẽ thấy có thêm một cái thành phần nữa như cái trứng cá. Đây. Đó, các chị có thấy không? Trong cái tép retinol nhà bé anh nó sẽ có thêm thành phần giống như cái trứng cá. Đây là vi lượng sản sinh collagen ở trên da. Cái viên này mấy chị các cô khi mà thấy ở trên thấy trong cái tiếp kem này đó là chuyện bình thường nha. Tại vì trong tiếp kem này nó sẽ có cái vi lượng này. Trong cái này nó sẽ tự tan ra ở trên da luôn. Thì mình cứ làm cho em 4 cái chấm xong rồi mình tán đều trên da mà thơm lắm. Xài cái này là không cần phải dùng nước hoa dành cho mặt luôn hay sao á. Cái mùi thơm lắm, dễ chịu lắm. Mấy chị ơi, alo chị Phan Ngọc Lan, các chị cứ dùng cho em, thoa cho em đều hết một cái lớp retinol ở trên da xong, mà để cho nó thẩm thấu một tí nha. Rồi các chị các cô dùng kem dưỡng lên. Còn nếu như mà ai mà mới bắt đầu dùng á thì mình một tuần đầu đi, mình dùng xen kẽ để cho nó, sản phẩm của mình nó gọi là sao ta, nó hấp thu ở trên da đó, da mình nó quen đó. Tại vì mới vô là phải cho nó quen trước rồi mấy chị mới xài. Nè, qua giờ các chị thấy em dùng từ bữa giờ đâu có bong da hay gì đâu. Mà cái dòng này á là em thấy vừa vặn rồi. Có cái loại kia đợt em xài thử của Obagi, trời ơi má ơi, mới đưa lên da rát mặt chịu không nổi. Đây, ok không? Sau khi dùng xong miết cho nó mạnh lên xíu. À, em không có kem trị rạn da rồi, tình yêu Vũ Yến thôi, xong. Nó thẩm thấu nhanh lắm, giờ nó khô nè. Các chị các cô để cho nó thấm lên da một tí xong, bôi lên miếng kem dưỡng thôi đi ngủ. Rất là dễ xài. Cứ ngó giùm bé anh là dùng retinol trước bước kem dưỡng cho em là được rồi. Nhưng mà tuần đầu tiên thì mình vẫn nên dùng, tuần đầu tiên mình vẫn nên dùng xen kẽ để cho da mình nó hấp thu đã, nó quen đã. Tránh cái trường hợp là sẽ có những người, người ta không phù hợp cái tinh chất kem ở trên da. Có người hợp, có người lại không. Tại vì cơ địa của tùy người em không thể nào biết được. Thì mình cứ xài trước vậy đi, xen kẽ đi để coi coi da mình nó có chịu hay không ha. Rồi mình mới bắt đầu mình áp dụng vô. Sau 2 ngày không like đều đặn, chắc các chị nhớ em nhiều lắm. Con chào cô Thảo, con chào cô Huệ Đặng. Chào mọi người, chào chị Nguyệt Minh Nguyễn. Nay chị đi biển Quy Nhơn, Bình Định, chị về xài kem chống nắng của Minh Anh rất thích luôn. Thấm sâu đều đẹp mà không có bị đen luôn. Em cảm ơn chị Thủy. Nhớ uống thêm collagen nữa cho da đẹp. Sắp tới ngày về Việt Nam, nôn quá Minh Anh ơi. Em cũng nôn.
Hôm nay để em coi coi hôm nay em kiếm gì em tặng các chị. Có chị nãy giờ có nhiều người kêu với anh ơi làm chương trình tặng cái mặt trái táo đi. Ấy lộn quên mặt mặt gì, mặt trái tim. Người thì đòi tim, người thì đòi táo. Bây giờ không biết nữa. À nhắc sơ sắp tới á, là tầm chắc là một tuần hơn nữa sẽ thông quan được. Một tuần hơn nữa, 7 cho tới 10 ngày theo thông báo nha, sẽ thông quan được những ốc VIP, những trái tim. Những trái tim này em không nhớ. Em đang hỏi là em nhớ em đâu có đặt hàng đâu, sao người ta gửi cho em, không biết người ta có gửi lộn đây nè. Thì trong cái kiện đó em hỏi là có những gì, thì cái người giao hàng cho em, cái người đóng cho em, người ta nói có những trái tim. Em đang hơi lớn cấn cái khúc này luôn. Rồi có gì ta? À có mặt trái tim của các chị luôn. Ai mà đang ngợi là sắp về rồi nha, ráng các chị ơi. Rồi làm có đầy đủ hết thì mình về mình ship cho khách thôi. Ai mình ở gì ấy, về ship cho các chị là trả đơn là xong. Bây giờ em sẽ có một cái này nha, để em coi đây. Em sẽ lên cái trái tim. Hello chị Đồng Nhi Lam. Em sẽ lên trái tim tình yêu này trước. Em sẽ lên trái tim này trước. Nãy giờ rất rất là nhiều người đã hỏi em là em ơi hết đau đầu chưa? Dạ em đỡ nhiều rồi chị đại gia. Em đau đầu vì hàng bơm á. Hàng bơm về em nhìn em chóng mặt tới giờ luôn. Mấy ông mua điện ác lắm, toàn gửi đầu tháng cũng mà má ơi. Nhận ốc ép anh Vũ về chưa? 7 cho tới 10 ngày nữa là thông được quan. Là thông quan là em nhận được cái đó đó chị Katrina. Em nghĩ có thể không chừng chị về lại nhận được. Bây giờ em đang vái ông trời cho về lẹ lẹ cái. Không thích nợ nần ai thiệt á. Nợ nần mệt lắm. Thiệt luôn. Bây giờ em thấy nãy giờ có nhiều người vô like em hỏi em là bé anh ơi. Bé anh à, làm chương trình tặng cho chị cái mặt trái tim đi. Trước đây mặt dây chuyền nhọn ốc anh Vũ bé tí ti. Giờ Minh Anh toàn tặng hàng độc lạ to chà bá đẹp xỉu luôn. Cảm ơn chị cô Mèo. Đây. Đẹp lắm. Đẹp lắm 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 luôn. Ôi cái mặt này xà cừu đẹp vậy. Ôi mặt này có vân vân ánh tím ở trong đây luôn nè. Đẹp lắm luôn có tình yêu ơi. Đây nha, đợi tí xíu. Chị nôn quá, ok. Có ai chưa có mặt này không? Nãy giờ là có nhiều người sáng giờ cứ hỏi em, inbox em suốt luôn. Có nhiều người cứ inbox hỏi em suốt về cái mặt trái tim này em đang cầm trên tay. Giờ cho hỏi có ai chưa có không nè. Các chị comment nhanh nhanh nha. Để hôm nay mình nói rồi, mình tặng là mình tặng lẹ lẹ luôn. Tại vì sắp hết rồi. Tại vì sắp hết rồi. Tính không làm chương trình tính không làm chương trình tặng nữa đâu. Mà có nhiều người năn nỉ quá. Chị nhận hết hàng của mình rồi nha. Chưa nhận quà tặng thôi. Ok chị Khang Trần, ráng đi. Về là em trả chị Khang Trần luôn. Ai chưa có đâu, comment cho em coi thử nha. Ai coi like chia sẻ like ạ. Ai chưa có comment chữ chưa nha. Từ cô Nguyễn Thảo, vòng đeo tay hoa mai rất đẹp mà cái móc cài khó quá, cô tự xử sao Minh Anh không làm móc lưỡi câu dễ cài lắm, cô hay cỡ ra cỡ vô. Cô Nguyễn Thảo, hồi trước con làm móc lưỡi câu nhưng mà có nhiều người lại chê, nói là cái móc lưỡi câu thì lại dễ bị rớt, nên là cái này cũng chịu thua. Thiệt á, người ý này nói chung 10 người 10 ý, nên giờ cũng không biết phải làm sao hết. Nên thôi bây giờ người này người kia ráng chiều chiều nhau một tí đi nha. Em hết mình lắm rồi. Không biết bé gửi cho chị có mặt trái tim hay không mà hóng quá trời luôn chị Hoa Ngọc. Em nói thiệt cái chị em bóc mà em chả nhớ cái mặt nào ra cái mặt nào luôn á. Thôi mình qua đi. Thấy ai ít ai comment tương tác quá. Thiệt. Thôi để em làm em bán cái này và đẩy ra từ cái thùng hủy nám qua đây ơi. Hello chị Sương Lâm. Hello chị Thi Kim. Chào mọi người. Nhẫn luôn hả? Ai chưa có trái tim? Giờ comment đi. Nhẫn BT luôn hả con? Cô không dám hỏi con. Nhẫn Phúc Lộc Thọ luôn hả con? Cô không dám hỏi con. Con đang đợi đó. Về kiện đó là con khui ngay lập tức luôn. 7 tới 10 ngày nữa là thông quan ra được cái lô đó. Lắc hoa mai của chị rộng quá. Hôm nào chị gửi cho bé làm lại giùm nha. Thì em lại sợ các chị đeo không vừa. Tại em gài và em thấy nó hơi khó.
em lại kêu nhân viên em làm rộng ra tí, tại vì các chị biết không, làm rộng thì em tốn tiền bạc em nhiều hơn, tại các chị biết là bi bằng bạc mà. Vậy thì các chị cứ đem qua đi để em lấy được mấy viên bi cho đỡ tiền em tí. À, đọc cái gì đọc tiểu cái gì, bà Dương Lam ơi, bà Dương Lam nói gì không hiểu vậy. Đọc tiểu đê là phải bay vào liền, chị Phạm Nhiên chưa có rồi, ok, chị Phi Kim Nguyễn Trần chưa nè, chị Cẩm Tiên em chưa có luôn nè, rồi ok, cái này để suy nghĩ đi, đợi tí đi, đây em uy tín cái chị luôn, em về là em về là nó bay thẳng từ hàng về cho em trực tiếp cái kiện này luôn nè, đây nha. Bình thường là em sẽ từ kho gửi qua, nay là nó bay trực tiếp, là nó bay thẳng qua nhà của mấy anh luôn. Em nói thì cái chị, dòng sản phẩm này là bán siêu chạy, khách dùng nhiều người rất là khen, khẳng định các chị luôn. Các chị yên tâm nha, em về em đã dán hết tem phụ đề rồi, nên các chị chỉ cần mua hàng, các chị nhận hàng, các chị sử dụng thôi, ok không? 100% từ bên hàng về. Đây em muốn show cho các chị coi cái cước bay về mà em khó cho các chị có, các chị thấy không? Các thấy chữ Hàn Quốc không? Đây nè, dịch vụ hàng Việt nè, có số chuyến bay nè và mã số thuế ở trên đây của cái hãng luôn nè. Đây, hôm nay là nó bay trực tiếp qua shop luôn, bình thường là nó sẽ bay, nó gửi về chi nhánh kho của em, xong rồi em mới xuất kho em đem qua đây. Nay là nó được hàng sale, mua được giá sale được 54 hộp. Chuẩn bị nghe giá sốc tới ốc nè. Hứa nha, livestream này live xong là xóa, không để lại một cái dấu tích gì hết. Em chào chị Thuận Thành Võ Thị. Trời ơi em nhận rồi bà chế ơi, tim và táo đỏ. Trời ơi Quý Nguyễn ơi quá sướng luôn. Các chị ơi share giùm em một cái like đi mấy chị. Share một cái livestream giùm em ơi. Nghe đọc giá nha, hết hồn chơi nha. Giờ không cần biết ai may mắn hay ai không may mắn. Giờ không cần biết ai may mắn không hay ai không may mắn. Từ từ. Thiệt luôn á mọi người ơi. Chị Bùi Trân nói tặng những trái tim luôn đi bé đẹp. Chắc em chờ. Đợi em tí xíu mấy chị. Đợi em tí xíu để em coi đó. Gì đọc tiêu đề gì? Đợi 1 phút 30 giây. Đâu rồi? Chết rồi má ơi má. Thiệt á, tặng khùng tặng điên kệ nó đi. Chơi luôn. Chị Thuận Thành là món này khỏi dán tem nữa. Em chào chị Thuận Thành, chào chị Hằng Đinh. Từ từ để em hỏi thôi, từ từ em không biết, đừng hỏi em đang gối não. Bình tĩnh, livestream này live xong rồi xóa liền nè. Cho em hỏi cái comment xíu. Bình thường các chị mua một bột khủy nát bao nhiêu tiền? Cho khách comment trả lời em trước đi mấy chị, vô lẹ đi để mình còn like chương trình khác. Ai nhanh được à, chặn trái táo hay chiếc lá đi Minh Anh, tim có rồi. Bây giờ trái táo là lát chơi liều luôn, bây giờ không biết nè. Bây giờ là trái tim trước. Trái tim là dành chặn ra 10 tình yêu đi, 10 tình yêu chơi máu lửa. Làm chương trình giảm cân 14 đi con Nguyễn Thảo, ok luôn. Hộp giảm cân này hơi mắc à. Hộp giảm cân này giá gốc bên hàng là gần tới 2 triệu một hộp đó cô. Hôm bữa con dán rẻ lắm. Cho xin cái comment đi, mấy chị em đồng hương đâu rồi, đi đâu hết trơn rồi. Dạ chị yêu ơi, mấy chị yêu bột huyện nắm giá bao nhiêu ạ? Xin giá giúp cho xin cái comment đi, hôm bữa bình thường mua bao nhiêu tiền một hộp? Ai qua like chia sẻ like, thấy được comment không mấy chá? Chị Lan Phảnh là 850 ạ. 850 một hộp là giá em mua sale, các chị mua giá rất là rẻ. Cái gì từ từ đợi em xíu, từ từ rồi chết mẹ rồi. Má ơi chua, live stream luôn mà nó nói delay bên Hàn Quốc là sao ta? Chết rồi, bên vận chuyển nó mới nhắn cho em rồi. Cái gì delay vậy ta? Hay là nó delay cái kombucha của em, tiền em trong đó hết trơn rồi đó. Chết luôn hả? Đợi em xíu mấy chị. Đợi em xíu mấy chế. Bây giờ bình thường mua là 850, chị Công Thị Hậu, chị Hằng Võ, chị Bùi Trân, Trân Bùi, ok.
Hôm nay em chỉ có được 54 hộp bán sale cho các chị em của em. Ai nhanh tay được chậm tay hết, bán đúng livestream này. Lưu ý giùm em, chỉ đúng một livestream này được 54 hộp. Sẽ bán cho các chị đủ một liệu trình để mình uống. Nhanh tay là được nha. Bán sale rẻ 850 một hộp. Ai lấy bột hủy nám trong livestream ngày hôm nay? Chị nào phải lấy bột hủy nám trong livestream ngày hôm nay? Hủy nám đó giờ không có chương trình 2 tặng 1 hay là 3 tặng 1 gì hết nha các chị nha. Các chị lưu ý giùm em. Em bán tặng các chị một hộp bột hủy nám này đang cầm trên tay 599.000 đồng một hộp. Dạ lấy giúp em phước pháp là bột hủy nám 599.000 một hộp. Chị nào lấy 2 hộp bột hủy nám, em tặng 1 là thành 3. Đẩy 54 hộp cho lẹ nha. Và em tặng cho các chị một cái mặt trái tim trong livestream ngày hôm nay. Ai coi like các chị ơi chia sẻ like cho em đi ạ. Dạ lấy giúp em phước pháp là bột hủy nám 599.000. Em anh có được tổng cộng là 54 hộp nên em sẽ chia ra, ai comment nhanh tay thì được. Dành cho 10 chị đầu tiên nha, 599.000 một hộp hủy nám. Ai coi like các chị ơi chia sẻ like cho em đi các chị. Dạ, cái em có phải là bột hủy nám 599k mua 2 hộp tặng một mặt trái tim à. Bác bao rẻ luôn, chị Mimi chia sẻ. Hủy nám. Rồi để đọc nước miếng đây. Hủy nám quá đỉnh luôn. Đã chị hôm cái gì hủy nám quá đỉnh luôn, chị đã dùng buổi sáng và đi nắng không có bị bắt nắng và nhiều nữa. Các chị tính nha. 599.000. Ai lấy 2? Tặng 1 ạ. À. Em tặng 1 là thành 3. Em chỉ bán đúng livestream ngày hôm nay. Ai coi like các chị chia sẻ like, ok chưa? Ai coi like các chị chia sẻ like, ok chưa? Ai lấy 2 hủy nám. Em tặng 1 là thành 3. Bà đem cho tôi cái giảm cân đi, có cái giảm cân còn, cái giảm cân còn không? Dạ còn. Đem ra đi chơi lớn luôn. Chị nào đang coi like các chị chia sẻ từ từ, không biết còn đủ không nha. Còn đơn không? Đâu hai mấy hộp hôm nay mới bay mà. Còn bên kho kia nữa mà. Rồi, chơi lớn luôn, ai coi like chia sẻ. Dạ, lấy em có phải là bột hủy nám Em đang tặng mặt trước. Em anh đang tặng mặt trước. Ai đang coi like các chị chia sẻ like cho em nha, mặt trước. Lát chơi lớn làm chương trình với lại giảm cân luôn. Nay em đọc tên ai người đó có đơn nha, ai coi like chia sẻ like nha. Chị Hoa Ngọc nói chị lấy cái nhẫn được không bé? Cái nhẫn trái tim á hả? Bây giờ em không biết em có đặt hàng hay không mà nó đang gửi cho em nè. Thôi đợi từ từ, đợi em tí đi. Ai coi like chia sẻ like. Dạ. Lấy giúp em có phá là thì... bột hủy nám 599 à. Đâu rồi, cái trái tim tôi mới để nó đâu rồi. Không, pha này hơi lộng cộng nha. Rồi để yên đi. Ngồi yên đi, đọc từ trên xuống dưới đi, đọc đi. Ai coi like các chị chia sẻ like giùm em. Ai coi like chia sẻ like nha, em tặng nha. Người đầu tiên em tặng là chị nào đấy ạ? Dạ là chị Vương Kiều ạ. Chị Vương Kiều nè. Không, chị Hằng Võ Cờ Minh. Đâu phải chị Hằng Võ Cờ Minh trước không? Không, chị Vương Kiều. Vương Kiều nè. Dạ. Hai hủy nám tặng một là thành ba. Dạ có đơn ạ. Có đơn chị Vương Kiều nè. Chị Hằng Võ. Hai hủy nám tặng một là thành ba cho chị Hằng Võ. Có dạ, đơn. Có đơn ạ. Em nói rồi, em mua được 54 hộp. Các chị ơi chia sẻ like nha. Chị Thi Kim Nguyễn Trần. Hai hủy nám tặng một là thành ba, tặng mặt trái tim. Dạ có đơn ạ. Nốt lại là mặt trái tim nha. Dạ. Minh Anh ơi, kết hợp các mặt hàng khác lẫn lộn để khách mua, cô Nguyễn Thảo. Ok cô Thảo luôn. À, sao nhờ? Ca này nó hơi khó với em nhờ. Chơi lớn luôn. Thôi không được. Không được, lỗ lắm các chị ơi. Đúng rồi chị Nga Yumi ạ, em đã bán sale rồi chị Nga Yumi ơi. Em mua sale em bán sale thôi. Còn tặng cái đó là tặng riêng rồi. Thôi. Chết luôn á các chị ơi. Chị Hồng Liên Nguyễn Như nói mặt khác được không em, chị Hồng Liên Nguyễn Như. Các chị ơi, các chị à. Em thấy có khách chết luôn á. Bây giờ khách nói em ơi, bây giờ có tặng cho chị cái nhẫn trái tim được không? Mà nhẫn trái tim là chỉ có được ít à.
mà những trái tim là em không nhớ em không có đặt, mà sao không biết nó lại gửi về, không biết nó có lộ mẫu nhẫn nào không. Giờ cho em đang hỏi trong livestream ai thích nhận trái tim, cha chị cho em xin chữ thích đi ạ. Dạ chị Yên là thích nhận trái tim mà, cho em xin chữ thích đi ạ. Ai coi like chia sẻ like, nhớ ghi đúng cú pháp Thủy Nám tặng với cái gì nha. Ai coi like các chị chia sẻ like, đợi em tí đi, lát em làm chương trình em tặng với cái này. Má ơi thiệt chú em đang, em thiệt á, em tặng đều, em tặng tùm lum tà la rồi các chị ơi. Cái những trái tim này là để hên xui nha. Từ từ để em hỏi hơn coi tặng được không. Thiệt luôn á các chị ơi. Ai coi like các chị chia sẻ like giùm em ạ. Dạ chị Yên là thích những tim không ạ, là chị thích giúp em vậy là chị mang ra chương trình cho mình. Đợi em tí nha, nó bị văng ra rồi phải không. Dạ dạ. Thích có còn coi like được nữa không. Chị Kim Trần thích ạ. À? Căng á nha. Đợi từ từ các chị ơi, giờ em không dám tặng luôn á. Các chị ơi cho em xíu. Báo Hưng gửi cái nhận cái hình nhận trái tim qua trong cái Zalo tin Kinh Ly đi. Các chị ơi còn coi like không? Chấm cho cái chấm đi. Nè chị Nguyễn Vân nè, hai Hủy Nám nè, tặng mặt trái tim chị Nguyễn Vân nè. Có đơn chị Vân nè. Chị Thuận Thành Võ Thị hai Hủy Nám ạ. Dạ có đơn ạ. Từ từ. Gọi chưa? Trả lời chưa? Kêu gửi vô nick Kinh Ly nha, không phải gửi nick duyên của bà nha. Chị Nguyễn Nguội. Em Minh Anh dễ thương ơi, chị có thể mua hai Hủy Nám tặng một Hủy Nám và một mọc tóc được không em? Vì mặt dây chuyền chị có rồi mà tóc thì rụng nhiều quá chị Nguyễn Muội. Em rất muốn làm chương trình đó để tặng, nhưng mà em tặng 10 người mà 10 người cứ đổi chương trình vậy hoài em bán không được. Khách cứ lên like hỏi em hoài em chóng mặt chết luôn á các chị. Hân trả lời chưa? Cái nói chung á là trái tim đâu mất tiêu nữa rồi. Mới để thấy cái trái tim ở trên đây. Nói chung á là nó sẽ như thế này nè. Nhưng mà cái nhẫn nó giống y chang cái trái tim này luôn. Mà nó sẽ cỡ cái này nè. Nó đẹp lắm. Nhưng mà cái lấn cấn ở đây á là em nhớ là em không có đặt cái mẫu nhẫn trái tim. Mà trong đơn này là có cái mẫu nhẫn. Nên em sợ em không biết là người ta có gửi lộn mẫu cho em không đây nè. Dạ chịu hạnh phúc hỏi lên gì vậy em? Em bán đại luôn á, bán tùm lum tà la luôn á, Hân gửi chưa? Kêu Hân gửi chưa? Ôi đợi em tí đi các chị ơi. Để em hỏi Hân đã coi làm sao đã chứ em nói thiệt các chị là em... Sao nhờ? Đợi em tí đi. Chết cha rồi tặng tùm lum mà đợi em tí đi. Em hỏi Hân đã. Coi được không? Tại vì em không nhớ mẫu đó em có đặt hay không nữa. Mà không nhớ cao tiền hay không nữa đây nè mới chết chứ. Hello chị Cherry Phạm. Vậy em chốt cho chị Thảo Nguyễn hai Hủy Nám tặng một mặt trái tim ạ. Nhớ ghi quà tặng cái bên giùm em nha. Hân gửi chưa? Đưa cái like rồi phải không? Dạ. Có bị đứng không? Cô Nguyễn Hảo nó là cái loại ốc hoa mai là đẹp tuyệt. Đây. Nói chung cái nhẫn trái tim là nó sẽ như thế này nè. Các chị các cô thấy không? Ôi trời ơi má ơi, lỡ nói có một câu thôi mà khách nhà này nhớ dai dữ sợ không? Hì hì không được thì thôi nha. Ok các chị các cô mình anh rối rồi hen. Cái nhẫn này là đang về chung với lại chuyến cái mặt trái tim đó. Là nếu mà mặt trái tim mà về là cái này về chung chuyến luôn đó. Bây giờ em có nên tặng không? Các chị ơi thả tim em vô cái like thử xem để em coi còn nhiều người đang coi like không ạ. Dạ chị Yên là thích tặng nhẫn trái tim không ạ? Nên cho em chữ thích và thả cho em một trái tim đi ạ. Trời chơi liều luôn nha. Chơi liều luôn nha. Bây giờ bán búa lô xua nè. Ai thích là chiều nè. Các chị ơi ai đang coi like các chị chia sẻ like cho em một cái nút chia sẻ like đi mấy chị ơi. Thiệt á.
chơi luôn nha, banh chanh banh chanh luôn nha. Ơi coi like chia sẻ like. Bây giờ những trái tim về được ít mà khách thì coi like thì nhiều. Thay vì nói 10 người em sẽ tặng trong vòng 2 phút. Em đếm đúng 3 phút đồng hồ, 3 phút đi. 3 phút đồng hồ nha. Nếu như các chị comment đúng 3 phút hết 3 phút là em không nhận đơn nữa, em nói trước luôn. Ok chưa? Ai coi like các chị chia sẻ like cho em nha. Bây giờ các chị ghi đúng cú pháp cho em nào. Hủy nát. Các chị gạch ngang cho em. Các chị ghi là những trái tim. Ok chưa? Hủy nám là bột uống đó chị, hủy nám là bột uống. Cho bé bú dùng được hủy nám này. Cho bé bú dùng được hủy nám này. Bây giờ các chị lên cú pháp nè. Một hộp bột hủy nám em dành tặng các chị là bao nhiêu tiền quên rồi? 599.000, có được 54 hộp. Chị nào lấy hủy nám, ai mua 2, em tặng 1 là thành 3. Em tặng 1 cái những trái tim trong livestream này. Dạ, bây giờ em có phải là bột hủy nám 599 mua 2 tặng 1, tặng cho mình 1 những trái tim luôn ạ. À? Ai coi like các chị chia sẻ từ từ, em còn có một cái này nữa nè. Ai lấy cái nào các chị comment nha. Bây giờ em sẽ có chương trình hỗ trợ như thế này nữa dành cho các chị trên livestream. Em có một cái hộp thuốc giảm cân. Em chơi liều luôn. Bây giờ nhiều người đang coi live, ai chưa sử dụng cái này các chị ghi chữ chưa cho em biết đi. Dạ, chị nào chưa sử dụng giảm cân là cho em xin chữ chưa đi. Rất khó về giảm cân từ trà xanh. Giảm cân 14 ngày của Hàn Quốc. Dạ, dòng này là giảm cân nhanh nhưng mà an toàn. Nó không có gây mệt trên cơ thể. Và đặc biệt là nhiều người trong livestream em là có nhiều chị trong livestream em là các chị cũng hơi mập. Đúng không? Các chị muốn giảm cân. Hộp này em uy tín các chị, em đang bán một hộp này bên Hàn Quốc gần 2 triệu một hộp. Em nhập về em bán các chị 1 triệu rưỡi một hộp. Em nói đi mất lọc. Viên uống giảm cân này em chỉ hỗ trợ đúng 10 chị comment nhanh tay coi như em tặng cho các chị xài thử. Để cho các chị uống trải nghiệm. NMN nay em không tặng nữa chị Hoa Ngọc ạ. NMN nay không về được hàng. Em sẽ dành tặng ra chị nào lấy 2 hủy nám. Em tặng cho các chị là 1 là thành 3. Nếu như chị nào không lấy cái hủy nám thứ 3 tặng đó, em có thể đổi cho các chị thành cái viên uống giảm cân này trong livestream ngày hôm nay luôn. Ok, hiểu ý không? Đọc đi. Dạ, lấy em là bột hủy nám 599k tặng. Các chị hiểu ý em không? Các chị hiểu ý em không ạ? À? Là giống như là nếu như có người thì nói là bé anh ơi hủy nám chị còn nhiều. Thì thôi bây giờ em chỉ tính làm chương trình là em bán combo thôi chứ em không tính tặng ở trong đây. Nhưng có người kêu là em làm chương trình tặng cái mặt trái tim đi. Thì thôi bây giờ ai muốn lấy 2 hủy nám thay vì em tặng 1 hủy nám là thành 3 thì em có thể làm chương trình cho các chị lấy viên uống giảm cân. Ai muốn lấy hủy nám tặng hoặc ai muốn lấy viên uống giảm cân thì các chị lấy. Em dành tặng trong live này là 10 chế. Ok chưa? Các chị hiểu ý em nói không? Dạ, lấy cho em là bột hủy nám 599 á, là mua 2 tặng 1 bột hủy nám. Là các chị được quyền lựa chọn. Khi mua 2 hủy nám các chị được tặng 1 hủy nám nữa hoặc là một hộp giảm cân. Rồi vậy nha. Rồi ai muốn lấy gì thì các chị lấy. Ok chưa? Hiểu à? Vậy đi chứ không hơi lát. Không phải đâu, mình phải nói rõ. Không ở xướng like, người ta coi like là người ta lại hiểu lầm tùm lum tà la nữa, rất rất là mệt. Trời ơi chị Hoa Ngọc ơi, hai bà chân luôn đi chết em luôn á chị Hoa Ngọc. Em không hỗ trợ đâu, nội tiết các chị có nhiều rồi. Nội tiết các chị có nhiều rồi, giảm cân em muốn tặng giảm cân ở đây. Để cho những người đang coi like, nhiều người chưa xài. Để cho người ta xài thử, đúng không? Chứ không tặng thì còn lâu họ mới xài. Mà tại vì cái hộp này bên Hàn Quốc đang gọi là nói thành cà lâm luôn, đang bán cái giá rất là cao. Nếu không em không làm chương trình thì các chị không xài được, thì các chị lại chưa trải nghiệm được, các chị không cho em cảm nhận được. Ok chưa? Em đọc nha. Ai coi like các chị chia sẻ like, nhớ nốt lại hết nha. Nghe không vậy? Dạ. Ok em đọc nha. Chị Nga Dung My ơi, cái này đâu phải là em nói 10 cái livestream rồi. Cái này em ghi là hủy nám nhưng không có nám vẫn xài được. Da em đâu có nám đâu. Da em đâu có nám đâu. Vẫn xài được bình thường mà. Cái này nó sẽ hỗ trợ làm trắng sáng da, thăm nám tàn nhang và đồi mồi và làm đều màu da chứ không phải là da nám
mới xài được, còn da không nám xài được. Da em không đều màu, ví dụ như da cổ em không đều màu với da mặt của em thì uống cái này nó sẽ cân bằng, nó sẽ làm cho các chị đều màu da, chứ không phải là ai nám mới xài được, người không nám xài được. Em livestream em nói cái này là 10 cái livestream rồi đó mọi người ơi. Các chị ơi nghe like kỹ kỹ xíu giùm em nha mọi người. Dạ. Lấy em có phá là bột hỷ nám 599k mua 2 tặng 1 bột hỷ nám hoặc là 1 giảm cân tặng cho. Hello, em xin chào chị Loan Nguyễn ạ. À. Em chào tất cả các chị yêu của em, ai đang coi live chia sẻ like giùm em nha. Chị Hoa Ngọc hai hủy nám tặng một và tặng một những trái tim. Dạ có được. Nay em không tặng gì nữa, chứ em tặng mà em thấy em mệt quá thiệt á, cứ đòi chương trình này chương trình kia là chắc em chết luôn á mấy chị ơi. Chị Duyên Thị hai hủy nám tặng một giảm cân. Dạ có được ạ. À. Ai coi like chia sẻ like. Bé chị đi công chuyện từ sau mới về, bé hỗ trợ chị tuần sau gửi cho chị được không, bé đẹp chị Bùi Trân Trân Bùi. Nếu như vậy thì chị Bùi Trân ơi hỗ trợ giùm em, cọc giùm em nha. Ngày mai em sẽ lên live em nói cái vấn đề này luôn. Tại hôm nay em muốn bán hàng chứ em không có muốn nói tới nói luôn nhiều về vấn đề. Có nhiều người nói khách ghé shop, nhưng mà em rất là áp lực. Thiệt sự luôn, em rất sợ những chị khách ghé shop. Nhiều người ghé shop rất là ok đàng hoàng, nhưng có những chị ghé shop rồi, đơn mới thì đòi nhận nhưng đơn cũ không chịu nhận thì làm sao em bán? Em nói với nhân viên em luôn, nếu như đơn cũ không chịu nhận thì em sẽ không bán hàng cho chị đó nữa. Em nói thẳng luôn, nếu nói làm cho các chị mất lòng thì em cũng chịu. Tại vì mình hãy đặt mình là người bán hàng thì các chị sẽ hiểu cái cảm giác đó. Bây giờ tự nhiên bây giờ tạo ghé shop một tuần hai tuần trời mới ghé, trong khi đơn mới thì lấy đơn cũ thì cứ để đó hoài mà không chịu giải quyết cho em, thì làm sao em có tiền em rút ra em bán các chị em lấy cái khác được nữa. Mà trong khi các chị biết không, tiền ghé shop nha, bây giờ tồn lên đến 100 mấy chục triệu, gần 200 triệu. Khách không chưa ghé shop. Có người từ 25 tháng 5 tới bây giờ tháng mấy rồi? Tháng 7 rồi, chưa nhận, chưa ghé shop luôn. Trời ơi, coi các chị coi em điên không? Em nói thì các chị em muốn quăng não em luôn rồi đó. Chứ em bán kiểu này mà có người thì thương không sao, nhưng mà có những người cứ kiểu như vậy hoài, em sống nổi. Thiệt á, em giận dễ sợ giận luôn á. Hôm nay cho em giận các chị xíu đi nha các chị ơi. Ai coi like chia sẻ like giùm em ơi. Đọc đi. Dạ mấy chị lớn, em cứ phá là bột hỷ nám 599k mua 2 tặng cho mình 1 bột hỷ nám hoặc 1 giảm cân tặng cho mình 1 nhẫn trái tim ạ. Ok chị Thảo Nguyễn hiểu nè. Rồi bây giờ em đọc tiếp nha. Viên uống giảm cân này uống được trong bao lâu Minh Anh? Chị cô meo may mắn. Cái này nè, em đang cầm trên tay nè, cái loại này giảm cân này là giảm cân mạnh nha, 14 ngày. Loại này là nó sẽ giảm ký đó. Ai mà muốn giảm ký là uống loại này. Một lần trong một ngày, các chị uống cho em là 3 viên. Một lần trong một ngày, các chị uống cho em là 3 viên. Loại này là giảm cân 14 ngày của Hàn Quốc. Loại này là 1,5 triệu một hộp. Em muốn BA tới cho khách hàng để cho người ta trải nghiệm thử. Cứ một ngày uống 3 viên cho em loại màu xanh này nè. Một ngày các chị uống cho em là 3 viên. Một ngày các chị dùng cho em là đúng một lần mà 3 viên liên tục luôn, uống chung một cử. Hộp này uống được 14 ngày. Các chị dùng cho em nha. Nhớ nha, đừng quên ngày nào hết. Giảm cân là kiên trì đúng như em. Em uống 3 bữa xong em quên các em lại bỏ. Nên đó là lý do tại sao mà em hay bị lờn thuốc. Các chị không được quên, tại vì các chị quên nó sẽ rất nhanh làm gây lờn thuốc cho mọi người luôn. Lưu ý giùm em bán thực phẩm chức năng là em phải nói kỹ, tại vì cái này các chị uống vô trong người. Em không có bán ẩu được, các chị uống lỡ các chị bị vấn đề hay như thế nào thì em cũng mang rất là tội lỗi luôn. Nên em nói khách, các chị ơi nghe kỹ rồi hết, các chị hãy sử dụng giùm em. Tem phụ đề em có dán ở trên đây rất rõ cách sử dụng và như thế nào luôn. Các chị ơi, tất cả sản phẩm đợt này em về là em đều dán tem đầy đủ hết. Các chị cứ đọc lên trên đây cho em, ok không? Các chị cứ đọc lên trên đây cho em, đúng sao các chị dùng vậy cho em là được rồi, ok không? Ai coi like các chị chia sẻ like giùm em nha mọi người ơi. Dạ, mấy chị ơi, em có phá là bột hỷ nám 599k mua 2 tặng 1 bột hỷ nám hả? Rồi em đọc tên nè. Chị Thi Kim Nguyễn Trần. Hả? Thi Kim Nguyễn Trần 2 hủy nám tặng 1 giảm cân. Thi Kim có đơn? Dạ có đơn ạ. À. Chị Hằng Võ nè, 2 hủy nám tặng 1 viên uống giảm cân cho chị Hằng Võ. Dạ có đơn ạ.
chị Thảo Nguyễn. Đó rồi, má kiểu này bán tùm lum rồi. Hủy nám cho chị Thảo Nguyễn, hai hủy nám. Tặng một viên uống giảm cân, tặng một nhẫn trái tim cho chị Thảo Nguyễn. Dạ có được ạ. Chị Nam Việt kêu làm chương trình với nội tiếp đi. Rồi đợi em xíu. Chị Loan Nguyễn. Hello chị Loan, phải chị Loan hồi xưa hay coi like của em không? Từ từ nha, em đọc comment tới ai là em trả lời người đó nha. Dạ. Tại vì bây giờ nó mới nhảy comment, nó có chị thông cảm giùm em xíu. Loan Nguyễn hai hủy nám, tặng một hủy nám đúng không chị? Chị lấy một hủy nám đúng không? Tặng một nhẫn trái tim chị Loan Nguyễn nào. Dạ có đơn ạ. Chị Nga Yumi đọc tên chưa? Dạ chưa. Nga Yumi là không, hết cái này là thua nha. Em đọc ở trên live thôi. Nga Yumi hai hủy nám tặng một đúng không? Dạ đúng rồi ạ. Rồi. Chị Lê Ánh Hằng hủy nám, hai hủy nám tặng một giảm cân cho Lê Ánh Hằng. Dạ có đơn ạ. Ai coi like chia sẻ, tại vì em phải đọc trực tiếp luôn chứ. Cái này em chỉ có được 54 hộp thôi. Chị Mai Liên, hello tình yêu Mai Liên, giảm cân uống như thế nào? Một ngày uống cho em 3 viên. Một ngày dùng cho em là 3 viên. Uống luôn một lúc 3 viên cho em luôn. Ok chưa? Cái này nha, 14 ngày của Hàn Quốc giảm cân từ trà xanh rất là hiệu quả. Mà dùng này mạnh không mệt. Chị Lê Ánh Hằng đọc chưa? Dạ chưa. Lê Ánh Hằng hình như đọc rồi mà. Lê Ánh Hằng sao mà tới Mai Liên nữa? Lê Ánh Hằng đọc rồi đúng không? Dạ dạ. Cô Huệ Phạm, chị Huệ Phạm, Minh Anh ơi, hủy nám tặng giảm mỡ với mặt dây chuyền trái tim hả em? Hồi nãy là em đang tặng với lại em đang tặng là nhẫn trái tim. Hai hủy nám tặng một giảm mỡ, hoặc là hai hủy nám tặng một hủy nám để lấy một cái nhẫn trái tim. Bây giờ chị muốn lấy mặt trái tim đúng không? Rồi em hỗ trợ luôn. Ai coi like không? Không được. Má ơi nhiều chương trình quá, rối quá rồi. Thôi cứ lấy đúng chương trình đi cho đỡ nhức đầu. Đau đầu quá các chị ơi. Sorry các chị. Em tặng mà tại vì em nói thiệt các chị là em không có sắp xếp cái gì hết. Em livestream em nói thiệt với các chị luôn là em không có tính tặng cái nhẫn và em cũng không có tính tặng cái này. Nhưng mà khách hỏi nên là em cứ hơi bị lộng cộng một tí. Nên các chị coi là các chị thông cảm giùm em. Thông cảm giùm em nha mọi người. Chị Vương Kiều hai hủy nám tặng giảm cân cho chị Vương Kiều, tặng một cái nhẫn luôn. Dạ có đơn ạ. Rồi chị Loan Nguyễn đọc tên rồi đúng không? Dạ. Ai coi like chia sẻ like. Ok em hỗ trợ chị Hồng Liên Nguyễn Như, nhưng mà nhớ nha, ai mua hàng các chị biết rồi đó. Thông cảm giùm em, hai hủy nát tặng một nhẫn. Chị Hồng Liên Nguyễn Như lấy quà tặng gì vậy? Hai hủy nát lấy gì vậy? Tặng giảm cân đúng không? Dạ có đơn. Tại để riêng ra. Hủy nám bây giờ còn được là 2, 4, 6, 8, 10, 12. 12 hộp hủy nám nữa là hết hủy nám luôn rồi đó. Hủy nám làm body trắng sáng và đều màu, chính xác chị Hằng Võ. Nên em mới nói không phải là mình bị nám mình mới uống, hoặc là mình không nám mình mới uống. Các chị ơi, em đâu có nám đâu nè, em mới có 20 mấy cái chén trà xanh thôi. Em còn trẻ nhưng tại sao em dùng? Tại vì cái này nó cũng hỗ trợ kích thích mọc tóc luôn. Và đặc biệt nữa, nó cũng sẽ làm cho các chị sáng toàn thân, cơ thể của mình. Nhưng không có bị mọc lông. Lông tai, lông chân không có bị mọc. Nó không phải là biotin, nên các chị yên tâm. Ok không? Dạ. Rồi, Bùi Trân đọc chưa? Dạ chưa ạ. Bùi Trân hai hủy nám, tặng một giảm cân cho chị Bùi Trân luôn nào. Dạ có đơn ạ. Bé ơi, NMN uống chung với nội tiết mọc tóc và bổ mắt được không? Được luôn, tình yêu Hoa Ngọc. Thuốc giảm cân uống xong có hiện tượng gì không chị Mai Liên? Hôm nay nói thiệt với chị Mai Liên luôn là ngày hôm nay là ngày bắt đầu giảm cân của bé anh. Hôm nay là ngày đầu tiên giảm cân của em. Nên là sáng nay em chỉ mới uống cái này và em uống một cái viên hủy mỡ. Xong rồi lát nữa em like xong lại em uống một viên nữa tại nãy mang xong em quên. Em thấy mấy chị thấy không, nhiều khi em cũng hay quên đó. Thì em uống vô em không thấy bị mệt. Thật sự nha, em yếu lắm. Em rất hay bị mệt. Nên em sợ uống giảm cân cái gì mà mệt là em không có làm được gì hết. Thì em thấy uống cái này em không có bị mệt. Mà em cũng không có bị đi phân lỏng. Đợt em uống cái giảm cân kia em bị tiêu chảy. Nhưng em uống cái này em không có bị nha. Mà em thấy là em đi cầu được. Là có nghĩa là có những người mình có thể đi cầu mỗi ngày được. Nhưng có những chị không thể nào đi mỗi ngày được luôn. Thì các chị dùng cái này nó sẽ giúp cho các chị, cái ruột của mấy chị nó sẽ làm nhiệm vụ giúp cho mấy chị đi vệ sinh mỗi ngày.
Và các chị để ý đi, những người mà các chị không đi cầu được mỗi ngày hoặc các chị 3 ngày hoặc là 2 ngày các chị mới đi vệ sinh một lần, cái ruột của mấy chị nó sẽ rất là nhiều độc tố luôn. Nó cũng sẽ gây cho mọi người, giúp cho các chị khó giảm cân hơn. Nên đó là lý do tại sao tuần nữa bên Hàn Quốc về một loại kombucha thải độc ruột cho các chị, để cho các chị xài. Bác sĩ Hàn Quốc nói em đó, tại vì em nói là em ăn đồ ăn không có nhiều, mà tại sao kiểu như là ban ngày em ăn không có nhiều nhưng mà tại sao em thấy em cũng mập, thì bác sĩ nói thứ nhất là độc tố trong ruột nhiều, cần phải thải độc ruột, và đặc biệt nữa uống cái loại đó nó sẽ giải độc tố trong các chị, cơ thể các chị. Và cái thứ hai nữa, các chị biết tại sao không, chia nhỏ bữa ăn ra, em bị một cái bệnh là em ăn một ngày chỉ có 2 củ thôi, là 12 giờ trưa em ăn một bữa, buổi sáng em không có ăn, sáng dậy nhiều khi em thức khuya, em dậy trễ quá, em không, em bỏ luôn bữa sáng, thì đâm ra em sẽ bị mập đó. Nên đó là lý do tại sao hôm nay là ngày đầu tiên của em đó, thì đợi em 14 ngày nữa đi, mình cùng nhau coi kết quả đi mấy chị. Chứ giờ đây là lần đầu tiên trải nghiệm, nhưng mà ok, hôm nay không thấy mệt hay gì hết là được rồi. Ai mà lớn tuổi thì không có lo về vấn đề mệt nha. Em là yếu lắm đó, mập yếu lắm đó, nhưng mà em không có thấy mệt hay gì hết. Vậy có chương trình cho dây chuyền ba hoa mai không? Dạ không. Hoa mai còn đâu mà làm. Chị cô Mèo may mắn tặng nè. Dạ. Cô Mèo là hai Huyện Nám nha. Tặng một giảm cân ạ. À. Tặng một giảm cân cho chị cô Mèo có đơn. Dạ có đơn ạ. À. Cô Nguyễn Thảo hai Huyện Nám. Tặng một giảm cân. Tặng một giảm cân cho cô Nguyễn Thảo. Chị Lê Thị Mỹ Hoa đọc chưa? Chị Lê Thị Mỹ Hoa đọc rồi ạ. À. Chị Hoàng Phúc chưa đọc đúng không? Dạ đúng ạ. À. Hai Hủy Nám tặng một giảm cân cho chị Hoàng Phúc có đơn. Rồi. Chị Hồng Ly Nguyễn Như đọc chưa? Chị Hồng Ly Nguyễn Như đọc rồi ạ. À. Ok. Chị cô Mèo nè, giảm cân có giảm teo dòng một không? Chị sợ nó teo thì tèo téo teo. Cái không cần giảm mà nó đu theo giảm luôn, chị cô Mèo may mắn. Không, chị giảm cân nhưng mà chị vẫn uống sữa. Nếu mà chị không có u nang u sơ, chị vẫn hỗ trợ chị uống sữa đậu nành được. Nhưng thật ra nhiều người người ta sợ uống sữa đậu nành nó sẽ gây bị u nang to hơn. Nhưng mà không, em có hỏi bác sĩ, mình vẫn uống được nhưng với mức độ vừa phải. Tại vì em cũng có u nang, thật sự luôn mấy chị, thật sự em đi khám xong mình mới biết. Tại vì em tới ngày kinh nguyệt là em hay bị đau kinh, gọi là đau quặn luôn, thì em mới đi khám thì mới biết là mình có u nang trong người. Nhưng mà bác sĩ nói đa số 100% phụ nữ Việt Nam thì nó khoảng tầm 80 người là đã bị rồi, bị u nang luôn. Thứ nhất là lối sống sinh hoạt của mình, và cái thứ hai nữa là ăn uống không đều đặn và không đủ chất, cũng gây u nang u sơ cổ tử cung. Nên đó là lý do tại sao em hỏi lại, bây giờ em không uống sữa đậu nành, em được uống không? Thì bác sĩ nói vẫn cho uống bình thường, không ảnh hưởng gì hết, nhưng ở mức độ vừa phải, chứ không phải ngày nào các chị cũng uống. Ví dụ một tháng các chị uống được 2 lần cũng được, không ảnh hưởng nha. Nên các chị đừng lo về vấn đề là đậu nành hay không đậu nành. Còn tất cả các loại thực phẩm chức năng em bán không có mầm đậu nành ở trong đó, nên các chị yên tâm sử dụng, không gây ảnh hưởng gì hết cho tới u nang u sơ hoặc là những người đang có tuyến giáp hoặc là ung bú. Yên tâm cho em điều đó nha. Ai coi like chia sẻ like. Chị Nguyên Ghiếp ơi, ôi trời ơi, em trẻ măng, em măng non mới lớn, chị Nguyên Ghiếp ơi, em còn trẻ lắm. Hello chị Mi Mi à. Chị Mi Mi ơi, lấy quà tặng gì vậy? Mi Mi lấy gì? Giảm cân à. Mi Mi ok, hai Hủy Nát tặng một giảm cân cho Mi Mi. Dạ, có đơn à. Duyên Thị đọc tên chưa? Dạ chưa. Chị Võ Như Thủy ơi, chị lấy Hủy Nát, chị tặng gì vậy? Chị Võ Như Thủy lấy giảm cân hay giảm bột Hủy Nát, comment giúp em đi ạ. Comment giùm em nha, để em quăng qua nha. Rồi bây giờ em còn được 4 hộp Hủy Nám nữa tặng 4 chị. Sau Hủy Nám bé làm chương trình giảm cân với Hủy Mỡ nha, chị Mai Liên. Rồi ok bà luôn, ok bà Mai Liên luôn, chơi luôn. Hello chị Tú Phụng, Hủy Nám bao nhiêu em? Chị Thụy Nguyễn, trong livestream này là 599.000 nhưng chỉ còn 4 hộp nữa thôi, tại em mua sale có 54 hộp à. Lý em cũng phải là bột Hủy Nám 599k, mua 2 tặng 1 bột Hủy Nám hoặc là 1 hộp. Chị Thảo Nguyễn chia sẻ, chị Thảo Nguyễn nói là Hủy Nám buổi tối được không? Dạ được, em chuẩn bị uống Hủy Nám nè. Hàm lượng nó vừa đủ thôi, nó không có quá cao, là hàm lượng của nó vừa đủ thôi, collagen cũng vừa phải nè, rồi glutathione cũng vừa phải nè. Mà đặc biệt cái dòng này là 1300 đa,
thuộc dạng là thủy, gọi là phân tử siêu nhỏ luôn, nhỏ ơi là nhỏ luôn, nên là các chị dùng là các chị hấp thu nhanh lắm. Nên là đó, đó là lý do tại sao mà nhiều người, người ta mới uống có tầm một tháng mà nay người ta thấy da người ta là trắng sáng, mà nhìn gọi là nâng tông mà nhìn thấy rõ luôn đó các chị. Chị Kim Thư nói chị cũng mới uống bữa nay luôn nhưng mà chị thấy bình thường đó Minh Anh. Chị Kim Thư đó, em nói rồi, cái loại giảm cân này không có gây mệt đâu, em dễ, em yếu lắm nhưng mà em dùng cái này không có mệt, mấy chị yên tâm. Giảm cân có giảm vòng một không Minh Anh? Không, bình thường mà mấy chị ơi, thiệt luôn, thật sự luôn á, là mấy chị mà sợ lo nó giảm vòng một á, các chị ăn uống theo chế độ, các chị ăn uống thêm chế độ, các chị nhớ kết hợp uống cho em thêm là các chị nhớ uống thêm protein. Protein sẽ làm săn chắc cơ. Hồi trước em giảm cân thành công lắm đó, đợt này là em đang bị lùi. Có thời gian là em ăn keto nè, em giảm cân. Có thời gian là em 68kg, em giảm chỉ có 58kg thôi. Nhưng đợt này em chưa có động lực lắm mấy chị, em làm mệt xong em vẫn ngủ, em vẫn ăn à. Hồi trước em giảm cân thành công mà đợt này em bị yếu rồi đó. Là các chị uống thêm protein nữa. Ai đang có protein hoặc các chị đang có sữa non hoặc là bột trẻ hóa da nè, các chị kết hợp, các chị buổi sáng các chị uống một cốc bột trẻ hóa da hoặc là sữa non. Tại vì trong cái loại đó đó, nó sẽ có protein luôn, nó làm săn chắc cơ và cái cơ ngực của mình là cơ và mỡ. Các chị muốn không có bị giảm thì các chị dùng thêm cho em protein. Mấy người mà tập gym phụ nữ á, người ta hay cung cấp thêm protein á, tại vì người ta sợ bị teo ngực. Các chị dùng thêm cho em cái đó nha các chị ha. Và đặc biệt nữa, mỡ ngực mình nó cũng sẽ có mỡ đúng không? Nếu như mà ai mà nói thiệt là mỡ nó tập trung nhiều quá ngay ngực thì đương nhiên nó cũng phải tiêu từ từ. Nhưng các chị yên tâm một điều, loại 14 ngày này với lại giảm mỡ, nó chỉ đánh ngay cái vùng đùi, vùng bụng và bắp tay thôi, nó chuyên về cái đó thôi. Cái giảm mỡ siết eo, cái loại mà cái hộp màu hồng á, mượn hộp màu hồng tí, hộp màu hồng nó dùng hay lắm nha. Cái hộp màu hồng á, đây đợi em xíu, giảm cân rồi ăn, giảm cân ăn rồi mới uống phải không Minh Anh? Chị Nguyễn Thảo, cô Nguyễn Thảo, giảm cân này cô ăn xong cô mới dùng nha, cô đừng có uống trước khi ăn. Ai có like chia sẻ like giùm em. Dạ đây nè, dạ đây, em đang cầm cái này đây, hay lắm các chị các cô ơi. Đây là cái này em đang cầm trên tay, đây là viên uống giảm mỡ. Hai cái này nó khác nhau thiệt sự luôn á. Em coi đánh giá nhiều bên hàng lắm á, với lại em hỏi á, chị của em, chị của bạn em bên hàng, thì bên hàng, bên người dân bên hàng nha, người ta xài hai loại này rất là nhiều, và đánh giá ở bên Hàn Quốc là hai loại này rất là giảm cân, rất là hiệu quả. Cái này giảm cân trong vòng 14 ngày, còn cái này là giảm mỡ. Cái này những người nào mà không bị mập dùng được nè, tại vì nó sẽ giảm mỡ nội tạng. Ai bị gan nhiễm mỡ hoặc mỡ trong máu dùng cái hộp màu hồng này cho em. Hoặc chị nào không mập nhưng các chị có lượng đường nhiều hoặc mỡ trong máu, các chị dùng hộp màu hồng. Còn chị nào muốn xuống cân, giảm số ký thì các chị dùng hộp màu xanh. Thường thường thì em nói các chị rồi, lúc nào dùng thực phẩm chức năng cũng đi theo một liệu trình, chứ không phải dùng một hộp 2 ngày, 3 ngày là các chị ngưng. Bắt buộc luôn. Nếu ai có điều kiện các chị mua thêm. Cái like này em tặng cái này, lý do tại sao em tặng, em đứt ruột lắm đó các chị. Hộp này em uy tín các chị luôn, 1,5 triệu một hộp. Em không nói xạo đâu. Em phải tặng để cho các chị các cô trải nghiệm đã, lên like cho em cảm nhận người ta mới uống, người ta mới dám tin dùng. Chứ thật ra hộp này 1,5 triệu, gấp mấy lần bột huyễn nám. Đắt lắm các cô các chị ơi, hộp siết eo nữa. Hộp này là 1,2 triệu rồi. Hay. Ok chưa? Còn được 4 hộp huyễn nám. Ai coi like chia sẻ like, tặng một. Ok, Quyên Gíp hồi nãy lấy gì quên rồi. Quyên Gíp là lấy giảm cân đúng không? Dạ đúng. Rồi ok chị. Bây giờ chị mới nhận được giảm cân 14 ngày chị Hoàng Kim. Hồi nãy là em tặng với cái nhẫn trái tim đúng không? Dạ đúng rồi ạ. Giờ cho em suy nghĩ một cái. Chị Mai Liên ơi còn coi like không? Có chị kia chị mới comment là em ơi làm chương trình để chị mua đủ một liệu trình chị dùng. Thật sự luôn, nếu ai đang dùng cái giảm cân 14 ngày,
nghe mua thêm 2 hộp nữa, đang có 1 mua thêm 2 hộp nữa hoặc 3 hộp nữa đi để đủ một liệu trình để dùng. Một hộp chưa đủ đâu các chị, nhất là những người cơ địa mập như em. Thiệt á, các chị dùng một hộp là chưa xi nhê đâu. Các chị sẽ xuống được chắc tầm phải 2kg, 2kg, 3kg thôi, hay là như thế nào thôi, tùy cơ địa thôi. Chứ còn nếu như muốn xuống mà giảm mà hiệu quả nhanh nhanh nữa, em nghĩ các chị phải dùng là từ cho em là 3 hộp, chứ không phải dùng một hộp là các chị đái đâu. Thiệt sự luôn, thực phẩm chức năng là nó như vậy, nó khác với lại thuốc. Ở bên Danh Hy là bên Thái Lan là người ta dùng thuốc, nhưng mà các chị ơi, hồi xưa em cũng dùng đó, nhưng mà bỏ ra là bị mập. Nhưng loại này nó làm từ thảo dược thiên nhiên hết. Nó giống như là ở Việt Nam mình có nhiều người bán thuốc giảm cân thảo dược, nhưng mà người ta sợ lắm, người ta đâu có dám dùng. Nhưng loại này là được đạt chuẩn HACCP với GMP. Đa số những loại nào mà em bán về những thực phẩm mà để giảm mỡ hoặc là thuốc đặc trị, em đều phải kiếm có GMP em mới dám bán. Đạt tiêu chuẩn đó các chị, mới xuất sang bên nước ngoài được, là các chị biết rồi, không bán hàng tào lao. Dùng này đi, chị bỏ Như Thủy muốn giảm mỡ bụng, thêm cái này cho em chị Thủy, thêm cái này cho em. Đây là viên uống giảm mỡ bụng, bắp tay và đùi, nó sẽ đánh ba cái đó, bụng, bắp tay và đùi, ba cái đó. Và đặc biệt loại này những người không muốn giảm số ký vẫn dùng được, ok chưa? Các chị nghe em tư vấn rõ rồi nha. Loại này giảm cân, loại này là giảm mỡ, mỡ từ bên trong, mỡ khó xuống hơn cân đó các chị. Mỡ là nằm trong đường ruột, đường máu của các chị. Còn cân, các chị chỉ ngân uống nước 2 ngày là nó giảm ký luôn. Các chị tin em đi. Hồi trước là em nói mấy chị là em cũng dùng 5 năm 74 chính kế sách để em giảm cân rồi. Hồi xưa cũng có thời em giảm cân thành công đó. Bữa nào em đăng tấm hình lên mấy chị nhìn hết hồn luôn. Cái thời em 68kg, trời ơi mập như con heo luôn. Em giảm được 58kg, em mặc đồ đúng đẹp luôn. Nay là em trở về cái thời hoàng kim 68kg rồi đó các chị. Nên là nhìn em chán lắm thiệt á. Nay là em bắt đầu, hôm nay là em bắt đầu em giảm cân rồi đó. Các chị các cô xài với em đi. Dạ em chào chị Hiệp Phan ạ. Hello chị Hiệp Phan. Chị Võ Như Thủy mua hộp này dùng chị Võ Như Thủy. Minh Anh ơi, cô lấy một hủy nám được không? Cô hết tiền rồi con, có được tặng không con của Nguyệt Trần? Dạ không. Hủy nám là con đã bán tặng các cô các chị, là con mua sale, con bán rẻ lắm rồi, nên con không thể nào bán một hộp được. Nếu bán một hộp được thì ngay lúc từ đầu là con đã bán một hộp cho các cô các chị mua rồi, chứ đâu phải ép các cô các chị lấy đâu ạ. Hôm trước bé có tặng hộp này, vậy đơn đó đã đi chưa bé ơi? Chị Hoa Ngọc đi rồi. Giờ để em làm chương trình cái này nha. Chương trình luôn đi Minh Anh. Ok. Hộp này là không có chịu mua 2 tặng 1 đâu nha. Hộp này cao tiền lắm rồi. Hộp này em bữa sale nhiêu Diêu? Có một cái like tôi bán thử, nhiều rồi bà coi thử rồi. Em nhớ đâu. Giờ em phải hỏi nhân viên của em bán bậy bạ là chết em luôn của mấy chị. Rất mong các cô các chị xài thử nha. Rất mong các cô các chị xài thử cái này. Đẹp gái luôn. Xịn sò luôn. Uống đi. Mua một liệu trình đi 3 hộp mà xài. Mua một liệu trình đi 3 hộp mà xài các chị. Hay lắm, của Hàn Quốc. Cái dấu này là dấu GMP của Hàn nè. Dấu này là GMP của Hàn nè. Đắt 2024. Tất cả đều là hàng đắt xa. Cái hộp giảm mỡ này thì một ngày các chị các cô dùng cho em là 2 viên. Buổi sáng 1 viên, buổi chiều 1 viên. Trước khi ăn. Ấy lộn, sau khi ăn. Hộp này 1 triệu 2 có giảm đâu. Như là vậy đó, coi thử coi. Hôm bữa em bán nhiêu quá chị. Chết cha rồi, bán nhiều like quá rồi chả nhớ luôn á các chị ơi. Lát là like xong là phải ghi chương trình. Nhưng mà lát like xong là em xóa cái live stream đó nha. Nên đừng ai vô coi, không có đâu. Like này là em bán 54 hộp giảm cân, 54 hộp bột hủy nám. Em bán 599 là em bán rẻ rồi. Là em bán giá sale, là mua được giá sale. Nên em sẽ xóa cái like này. Nên ai đặt là đặt trên like này dùm em. Lát không có comment được like này đâu, em nói trước. Lát em xóa like đó. Chương trình luôn đi Minh Anh. Thiệt luôn á, giờ bán này căng não luôn đó các chị ơi.
1,2 triệu đúng không? Cái này đâu có bớ, cái này đâu có tặng cái gì đâu. 1,2 triệu một hộp à. Like này em bán tặng các chị các cô giảm mỡ nha. Ai lấy giảm mỡ, tên của nó là giảm mỡ. Các chị nhìn nè. Cái này nó sẽ đánh vùng bụng đầu tiên, bụng trước, bắp tay và đùi. Đi ba cơ bọc cơ quan nó trước. Dòng này hỗ trợ ai bị trực đau trực dạ dày hoặc là các cô các chị nào bị ảnh hưởng đến đường trực tràng nha. Hết luôn, tại vì có Garciana ở trong đây. Cái này hay lắm á, có một loại thực phẩm chức năng của Mỹ kiểm định ở trong cái hộp này. Cái bộ này là được có y tế kiểm định và đặc biệt bán tại hiệu thuốc nổi tiếng của Hàn luôn. Ai lấy các cô các chị ghi giùm bé anh, nó có đầy đủ hết nè, có giấy nữa nè. Ai biết thì vô check giùm em đi, em chả hiểu đâu. Bé ơi, đơn hàng tặng retinol và mặt ốc ngẫu nhiên gửi chưa? Em gửi rồi. Giảm cân uống một lần là 3 viên, đúng rồi. Giảm cân là một lần uống cho em là 3 viên. Bây giờ nha, ai lấy các chị ghi cho em cú pháp giảm mỡ. Lấy em cú pháp là giảm mỡ. Em bán đúng một livestream cho các chị xài. Một hộp này em đang bán là 1,2 triệu. Ngắt livestream này em về giá 1,2 triệu. Em bán tặng các chị 850 một hộp. Dạ, lấy em cú pháp là giảm mỡ 850k một hộp ạ. À. Chị Hồng Hạnh, bé ơi bán gì tặng về em, chị mới vào. Bây giờ chơi luôn nè. Ok chưa, ai coi like chia sẻ like nha. Chị nào lấy một hộp giảm mỡ tặng gì giờ cho sốc nhờ. Các chị thích em tặng gì các chị cho em xin comment đi. Dạ, các chị hết tặng sản phẩm nào cho em xin comment đi ạ. Bán đúng thiệt, bán đúng câu like một live stream này cho các chị các cô xài. Xài đi, ai đang có một hộp lấy hai hộp, thêm hai hộp nữa được đủ một liệu trình để dùng. Hello chị Lê Phi Lan Anh. Em rất muốn các chị các cô ai đã mua rồi mua đủ một liệu trình mà xài cho nó hiệu quả. Một hộp này là một ngày mình dùng cho em là 2 viên. Một ngày dùng cho 2 viên, sáng 1 viên, tối 1 viên. Sau khi ăn dùm em nha các chị ơi. Dạ. Giảm mỡ là 850, mấy chị hút tặng quà gì ạ? Tặng ốc là mê nhất. Chị Thảo Nguyễn tặng giảm cân. Ôi trời ạ. Xéo. Chị Thi Kim tặng ốc là mê nhất. Giờ tặng cái gì? Dạ mấy chị hít tặng cái gì ạ? Lên bây giờ cứ comment hết lên trên này. Bây em không có chửi ai đâu, đừng có lo. Em hiền nhất rồi. Em là tiên nữ rồi. Em hiền nhất rồi, em không có chửi ai đâu. Em chỉ bị cái là em nói xong là em chả nhớ cái gì hết. Nên các chị đừng có lo. Mấy người như em các chị đừng lo, em giận. Em chả giận ai hết á. Hôm nay em điên lên em nói vậy cái xong rồi hôm sau em cũng bình thường. Bởi vậy nhiều người nói là sao em dễ tính vậy đó. Nhiều người còn nói vậy mà. Giảm mỡ tặng giảm cân nhiều à. Ô má ơi. Xéo. Cái gì khách nói comment gì? Dạ, Hải Nguyễn là giảm mỡ tặng giảm cân à. Chị Dương Kiều giảm mỡ tặng giảm cân. Ồ mấy chị. Chị Cát Tường giảm mỡ tặng giảm cân đi bê. Giảm cân em bán 1,5 triệu bây giờ kêu em tặng xem. Dạ chị Kim Phượng kêu tặng ốc à. Chết cha rồi, đi tàu quay giấy luôn. Ai coi like các chị chia sẻ like giùm em nha mọi người ơi. Dạ, ôi mẹ anh ơi, cái điện thoại đâu rồi? Cô Nguyễn Hảo nó là tặng giảm cân đi ạ. À? Mấy chị với cô kêu em tặng mà ghét em chóng mặt luôn rồi đó. Ai coi live stream các chị các cô chia sẻ like giùm em đi đi mọi người ơi, thương em đi. Dạ chị Võ Như Thủy là Thủy mở tặng nội tiết đi Minh Anh. Em sặc sụa luôn rồi đó. Giảm mỡ tặng giảm cân kết hợp để uống đi Minh Anh. Người thì kêu tặng ốc giảm cân đi em. Bây giờ còn được à. Bây giờ sao nhờ? Ok, chơi luôn. Nếu như livestream ngày hôm nay mấy chị không đu em thôi nha. Em hứa các chị luôn. Chết rồi. Thì có cái livestream này live xong không xóa thì em nói các chị là ngày mai là em tử luôn á. Em tèo luôn á. Các chị ơi, Minh Anh ơi, 2 năm trước chị 77kg, trong vòng 1 năm chị giảm được 6, còn 60kg, đến giờ vẫn giữ 60kg đó. Chị bị chẩn cân đó. Đợt em ăn keto cũng vậy, em xuống một cái vèo luôn. Trong vòng 2 tháng em xuống được 6kg.
là em không ăn tinh bột luôn và em còn kết hợp tập yoga. Còn nay thì thôi em nói thì các chị ơi, giờ cho chai cũng không thèm. Mập quá rồi. Bây giờ mấy chị em mình bắt đầu giảm cân nha. Mai mốt bé cọc thẻ điện thoại cho dễ bé. Không phải đâu chị Bùi Trân, tại vì bên em là thuê bao trả sau nên là bên em không có cọc điện thoại. Thuê bao trả sau là người là em xài hết cả tháng xong rồi là em trả tiền cho bên họ luôn, chứ em không có đi thuê bao trả trước. Nên là em không có nhận cọc cạc, nên đó giờ là khách toàn là chuyển khoản cọc cho em thôi. Ok. Ráng ráng em tặng các chị thương em cả đời nha. Ai có live stream chia sẻ like. Trong live này hôm nay tặng đúng 10 chị may mắn đi, 10 người nữa đi. Ai lấy giảm mỡ bao tiền? Giảm mỡ là 850 ạ. 850 ngàn. Ai lấy một giảm mỡ, em tặng các chị một giảm cân. Kệ đi, chơi lớn luôn. Ai đang coi like chia sẻ like. Hôm nay em thực hiện yêu cầu này vì chị Thảo Nguyễn. Mấy hôm nay chị mua hàng em cũng nhiều lắm, mà em thấy comment của chị nói đầu tiên. Em ráng. Chị ơi, chị mà xài hiệu quả chị giới thiệu giùm em nha. Ai coi like chia sẻ like, tặng đúng 10 chị đọc tên. Có giúp em giảm mỡ 850 ạ, mua một tặng cho mình một giảm cân luôn ạ. Em nói thiệt các chị ơi, chiến này là em xỉu rồi nha. Em không thể nào tặng được một hộp giảm cân 1 triệu rưỡi. Không đúng 10 chị ạ, không lên 20 người đâu. Cái này không có tiền để lên 20 người nữa đâu. Ai coi like chia sẻ like cho em. Dạ, để em cũng nói là giảm mỡ 850, mua một giảm mỡ em tặng cho mình một giảm cân ạ. Chị Vương Kiều là người thứ nhất. Dạ có đơn ạ. Chị Thảo Nguyễn. Dạ có đơn ạ. Chị Hồ Linda. Dạ có đơn ạ. Chị Thi Kim Nguyên Trần hai giảm mỡ, tặng hai giảm cân. Dạ có đơn ạ. Chị Hồng Hạnh một. Dạ có đơn ạ. Cô Nguyễn Thảo một. Dạ có đơn ạ. Chị Bích Hằng Trần một. Dạ có đơn ạ. Chị Trần Phương một. Dạ có đơn ạ. Chị Cát Tường một. Dạ có đơn ạ. Chị Kim Thư hai giảm mỡ. Dạ có đơn ạ. Ai coi like chia sẻ like. Rồi một hũ cuối cùng, tặng một chị cuối cùng hết. Ai coi like chia sẻ like, tặng đúng nhiều đây thôi, hết tiền rồi. Giờ là em tèo téo teo rồi các chị ơi, không còn cái gì đâu. Ai coi like, các chị thương em, các chị chia sẻ like cho em đi các chị. Rồi em qua nha. Cuối cùng là em tặng chị Mai Liên hết hàng. Trời ơi, các chị ơi, ai mua like này là quá hời luôn, chị Hoàng Kim ơi. Em nói các chị, thôi bây giờ cho em thả ăn tép, em bắt con tôm đi các chị. Cho các chị xài, các chị hiệu quả đi. Nhưng mà các chị yên tâm, em đã nghiên cứu cái nào rồi là em cũng nghiên cứu kỹ lắm. Như cái nội tiết đợt này, các chị thấy lên like khách người ta khen dã man không? Chị kia chỉ còn nói, mấy anh ơi, thôi mai mốt á, em có bỏ mẫu gì em đừng bỏ mẫu hủy nám nha. Chị xài hủy nám, chị thấy da chị đẹp lắm. Chị Mimi, chị ghé sắp, chị cũng nói trời ơi, nay chị cảm nhận da chị đẹp hái rõ luôn. Bà Hiệp Phan, bà cũng khen quá trời khen. Bà dùng collagen chứ bà dùng hủy nám, bà khen quá trời khen luôn. Da đẹp, sáng, thấy rõ. Mà đặc biệt hôm bữa chị bị cái gì ở trên da ngay cổ bị thâm nè. Đúng không? Đợt chị bị chích Covid. Mà chị uống collagen chứ chị uống bột hủy nám của em. Mà nay cái vết thâm đó là nó liền vào da luôn. Nó mờ luôn đó các chị. Các chị ơi, các chị xài thử đi. Ai coi like, các chị chia sẻ like cho em. Rồi ngưng nhận đơn nha. Chấm 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 chấm, chia sẻ like cho em đi mọi người ơi. Còn cái thùng không này. Ai coi like chia sẻ. Không đâu. Bây giờ từ từ để đọc comment đi. Giờ nhà còn đủ nhiêu đây thôi thiệt á. Tổng cộng hôm bữa về nhiêu hộp, 14 ngày nhờ. Rồi chuyến sau thêm đợt nữa, nó mới bay về hôm kia đúng không? Trả đơn luôn rồi đúng không? Chị Hồng Hạnh nói Minh Anh ơi, hỗ trợ cho chị thêm một giảm mỡ nha em. Chị Hồng Hạnh, hộp giảm cân thì dùng được trong 14 ngày. Hộp giảm mỡ thì được dùng cho em là trong khoảng tầm một không, giảm mỡ như được một tháng hơn đấy. Ngày 2 viên. Đúng rồi, được 2 tháng đấy. Giờ sao nhờ? Vậy thôi mấy chị ơi, ai comment sau trong livestream ngày hôm nay em nợ đơn. Chơi luôn. Em ship hộp giảm mỡ cho các chị xài trước, hộp giảm cân chuẩn bị về tiếp, em trả đơn cho chị tiếp. Ok không? Hai loại này uống kết hợp thì uống làm sao em, chị Hồ Linda? Hộp này một ngày dùng 3 viên, uống một lần ngay lập tức, một lần vào cho em luôn. Sau buổi ăn, dùng cho em vào buổi sáng đi là tốt nhất.
một lần là chị nóc cho em là 3 viên luôn. Còn hộp này sáng chị uống 1 viên sau khi ăn, chị kết hợp được chung với cái này. Chiều tối chị uống thêm 1 viên nữa sau khi ăn. Hai loại này kết hợp được. Hai loại này là bên Hàn Quốc là người ta toàn là người ta dùng kèm giảm mỡ đi với giảm cân. Tại vì giảm cân thì nó xuống ký, còn giảm mỡ thì nó giảm mỡ trong máu, giảm mỡ nội tạng, giảm mỡ da. Nhất là những người mà người ta không bị mập nhưng người ta vẫn bị tiểu đường, hoặc người ta vẫn bị mỡ nội tạng, là vì trong quá trình ăn uống nữa, thì người ta dùng cái giảm mỡ này. Mà đặc biệt cái này hay lắm nha, người bị trực tràng dạ dày hoặc là những người nào bị tiểu đường, dùng giảm mỡ này hay cực kỳ, vì nó tách lượng đường trong ăn cơm của các chị. Là như thế này nè, khi các chị ăn cơm, một chén cơm thì nó tách cái lượng đường ra, giống như cái nồi cơm điện tách đường vậy đó, là hạn chế được vấn đề các chị sẽ gây bị tiểu đường luôn. Các chị dùng cái hộp màu hồng, hộp hồng rất hay, còn hộp giảm cân là giảm cân chuyên sâu, làm từ trà xanh. Cái này thì nó sẽ giảm mặn luôn, mà nó làm từ thảo dược nên không gây bị mệt đâu các chị. Em mới uống ngày hôm nay em thấy khỏe re, không bị mệt, không bị gì hết. Các chị nhớ nha, khi các chị dùng dòng thực phẩm chức năng nào, bắt buộc các chị cũng phải uống nhiều nước, để tránh gây tình trạng là nó sẽ hơi, gọi là hơi khát nước, hơi thiếu nước. Thực phẩm chức năng là nó cũng phải điều chế dưới dạng viên, thì các chị uống bắt buộc phải uống kết hợp cho em nước vô nữa, để cho nó không có bị khô người, hoặc là nó không gây ảnh hưởng làm hôi miệng. Các chị ôm mà bị nóng trong người, hoặc các chị khô người, là hơi thở của mấy chị cũng sẽ bị hôi. Các chị nói chuyện ra người ta thấy các chị hôi miệng liền luôn, em khẳng định luôn. Em bị rồi nên em biết. Các chị dùng thử như em nói nha. Rồi thôi bây giờ em ráp hết livestream này, em nợ đơn vài chị, em đọc tên. Đưa cái đi. Vậy thì livestream này ai coi được like tranh thủ luôn, xả tặng. Chị nào lấy hai giảm mỡ, chị nào mua một giảm mỡ tặng một giảm cân à? Muốn lấy gì? Ai coi like các chị chia sẻ like nha. Giờ tính nói gì quên mất cha nó rồi. Một giảm mỡ tặng một giảm cân, nợ giảm cân ship giảm mỡ trước. Nợ giảm cân ship giảm mỡ. Dạ. Còn mấy người nãy đọc tên là sẽ ship luôn cùng một combo. Dạ. Tại vì vài hôm nữa là nó sẽ trả đơn về cho em tiếp đó, tầm chất 7 ngày nữa. Tại vì hàng này là hàng thực phẩm chức năng phải thông quan. Thông quan xong là em trả đơn các chị liền. Tất cả cái này là em phải đều qua bên hải quan hết và đóng thuế. Nên bắt buộc các chị ơi là phải đợi, chứ không phải bay một cái là về đâu. Bên Hàn Quốc bay qua có, em nói thiệt là bay qua có 5-6 tiếng à. Bay rất là nhanh luôn. Nhưng mà hàng thực phẩm chức năng đều của em là đều phải qua kiểm duyệt hết, nên là nó khá là lâu. Các chị ráng nha. À, cô nhận được mặt ốc ngẫu nhiên, loại dài bầu dục mà cái lỗ nhỏ quá, sợi dây qua không được. Cô có loại nhỏ nhất đó, bây giờ phải làm sao? Cô Nguyễn Thảo, đâu có. Để con xỏ thử cái dây chuyền của con cho cô xem. Đợi con tí. Vậy bây giờ em sẽ nhận đơn thêm vài chị nữa. Ok chưa? Nãy giờ những chị em không đọc tên, em sẽ nhận đơn luôn, để cho các chị các cô xài thấy hiệu quả. Các chị các cô giới thiệu dùm bé anh. Hộp giảm cân này em đang bán, hộp giảm mỡ này là 850. Chị nào đặt một giảm mỡ, em tặng cho các chị một giảm cân trong livestream ngày hôm nay. Ok chưa? Rồi ok. Dạ, lấy em giảm mỡ 850 tặng cho mình là một giảm cân ạ. À. Nhớ nha, ai yêu thương đi ra ngoài shop lấy, ai có nợ shop nhỡ gì ra shop lấy lẹ lẹ giùm em cái đi. Cho em là em hồi tiền về cái đi mấy em. Má ơi, em nói thiệt, bán hàng mà sao cứ tiền nằm ở nhà hoài. Em nói ủa sao kỳ vậy ta? Mới rút tiền bưu điện, mới nhận tiền bưu điện xong rồi lại lấy tiền bưu điện trả tiền hàng. Vậy toán tính ra tháng không có dư giả luôn á các chị. Em nói thiệt, tháng vừa rồi là em không hiểu lý do tại sao luôn. Em với Hưng cũng cự nhau. Nó ủa sao kỳ vậy ta? Thấy bán rồi tặng tùm lum tà la mà sao tháng này không dư giả, cứ bán xong lấy tiền bưu điện xong lại trả tiền hàng. Nếu các chị thương em thì ra là lòi ra là tiền còn nằm ở trong nhà. Khách hàng ghé shop ai thương em ra lấy lẹ lẹ giùm em đi, để cho em hồi tiền về xíu đi mọi người ơi. Tranh thủ giùm em nha các chị. Rồi em đọc nè. Dạ. Chị nào nữa? Dạ chị Thu Anh Nguyễn ạ. Một giảm cân, một giảm mỡ tặng một giảm cân. Chị Thơ Nguyễn nè, đọc chưa? Giảm mỡ tặng giảm cân cho Thơ Nguyễn nè. Dạ, có đơn ạ. À. Thu Anh Nguyễn nè. Chị Nguyễn Cẩm Nhung nè. Dạ có đơn ạ. À. Chị Hồng Hạnh thêm một giảm mỡ nè. Dạ. Chị Vương Kiều thêm một giảm mỡ nè. Chị Võ Như Thủy giảm mỡ, chị lấy giảm mỡ được không em? Chị Võ Như Thủy. Căng đấy. À.
Thôi chị Võ Như Thủy ơi, ok luôn, hỗ trợ chị Võ Như Thủy luôn. Rồi em ngưng nha, em ngưng nhận đơn nha, hỗ trợ trên like vậy thôi. Rồi em qua. Chết rồi. Tặng là tiền luôn. Các chị ơi nhớ chia sẻ giùm em đi. Để hôm nay coi coi có gì hot hot đem ra tặng hết các chị các cô ở nhà em mới được. Gì? Thôi nước hoa dùng kính hoài à. Ok em anh anh. Giảm cân uống một viên, một lần là 3 viên luôn cô ạ. À. Một lần là 3 viên luôn. Con có dán tem phụ đề nè. Đây, đây 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 các cô các chị ơi. Đây. Các chị các cô nhận nè, sẽ có dán tem phụ đề nha. Sử dụng 3 viên. Một lần trong một ngày. Sử dụng 3 viên một lần trong một ngày. Có nghĩa là một lần uống luôn 3 viên và sau khi ăn. Ok chưa? Chị Long 2 tặng gì vậy em? Chị Long 2. Ôi trời ơi, em đang tặng giảm mỡ, tặng giảm cân đây. Giảm mỡ, tặng giảm cân đây. Rồi em qua nha. Lát em sẽ để cái live stream này hỗ trợ các chị cho tới 12 giờ đêm nay. Để cho thêm nửa tiếng nữa. Thế này em cũng live tới 11 rưỡi à. Thì thế nửa tiếng nữa cho các chị coi lại live. Các chị lấy gì các chị lấy à, tầm 12 rưỡi là em sẽ ngồi em xóa luôn cái live này. Em không để lại nữa. Hôm nay là em chỉ có 54 hộp Huy Nám em tặng thôi. Không ơi, khách coi like người ta lại nói là người ta lại tị nạnh. Sao bữa mày mới bán 850. Em nói rồi, em được 54 hộp, em bán đúng 54 hộp thôi. Rồi em qua nha. Bây giờ em lên. Lên. Ok, chị Võ Như Thủy nè. Tặng chị Võ Như Thủy nha. Dạ. Em rất muốn bán cái gì đó để cho các chị nhanh đẹp nhờ. Ai coi like? Ok chị Thu Anh Nguyễn. Rồi em hỗ trợ chị Thu Anh Nguyễn. Dạ có đơn ạ. Em muốn bán cái gì mà nó mau đẹp cho các chị nhờ. À, đợi em tí xíu. Mấy hôm nay em bớt like phong thủy tí. Để mua phong thủy nhiều quá các chị ngợp. Còn gì mới về không Duyên? Sáng nay bên Hàn Quốc có gì mới về không? À, còn tế bào gốc chưa còn được ít. Tế bào gốc hình như còn được đâu, tế bào gốc hình như còn ít mà tầm hai mươi mấy set là hết rồi đúng không? Cái này đâu còn hàng nữa đâu, bà đếm thôi, bà lấy cái thùng tế bào gốc ra bà đếm thôi, không phải tế bào gốc đâu. Loại này là collagen tế bào gốc chuyên sâu 28 ngày. Đủ ít à, đợi em tí. Chơi luôn. Hôm nay tặng các chị phá làng phá xóm luôn. Ai qua like các chị chia sẻ like. À quên. Nhiều người thấy em đăng bài cái phấn BB này mà người ta hỏi quá trời hỏi luôn. 2,5 triệu, 2,250,000 một hộp của Hàn Quốc. Em có đăng bài nè, bây giờ các chị lên các chị search ngay lập tức ở trên mạng đi cũng 2,000,000+. Phấn tươi, nó là phấn tươi collagen mà nó có kiềm dầu trên da luôn của Wellima. Đây là hãng mỹ phẩm dược của Hàn Quốc, cực kỳ chất lượng luôn đó mấy chị. Cái chị lên cái chị sọt, đợi em tí nha, em cho mọi người coi đây gì. Gì 7? 40 chứ. 40 trừ 7. Đúng không? 40. Ừ. Đây. Ok chưa? Phấn nước Wellima, các chị lên các chị search đi. 2,250,000 một hộp. Cái này không bán tràn lan đâu các chị. Là cái hộp này nè. Bên hàng nói em anh ơi đỉnh lắm em anh ơi. Mà em nói thiệt các chị em chưa test luôn. Em vẫn còn nguyên siêu đây nè. Các chị có muốn em test trên live cho các chị coi không? 2,250,000 đồng một hộp. Nó không phải là Kudation.
Nó không phải là condition thông thường, mà nó trong trong cái hộp này nè, trong cái hộp này nè, nó là vừa là kem chống nắng, vừa là kem collagen, vừa là BB cream che khuyết điểm trên da. Mà đặc biệt trong đây nó còn có thêm một thành phần nữa là giống như là kìm dầu trên da đó. Thay vì các chị đánh kem chống nắng nha, các chị đi từ sáng tới chiều nha, da các chị sẽ bị bóng dầu. Nhưng khi các chị xài cái hộp này, nó sẽ kìm dầu ở trên da luôn, nó không có bị bóng. Nhưng em mong muốn các chị xài cái này đi, đẳng cấp, tuyệt vời luôn. Xài đi mấy chị, mới trải nghiệm thôi, rất 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 là ok. Bộ này là bộ OTA 169 đô, giá bên giá gốc trực tiếp trên web các chị mua là 4 triệu một hộp, gần 4 triệu một hộp. Nếu giờ đây tính thuế là 4,5 triệu. Hộp này nó bao gồm, nó hay ở chỗ này nè, nó bao gồm một cái amphor, là nó là tinh chất essence 28 day, 28 ngày, thay thế được toner và đặc biệt làm trắng, làm sáng và mờ nám cấp tốc và trị thâm nám tàn nhang da, làm nâng tông sáng da trong vòng 28 ngày. Còn cái chai này là kem mắt retinol, nó là kem mắt chống già chống nhăn và đặc biệt là nâng cơ vùng mắt và đặc biệt là trị thâm cho mắt. Đây là kem mắt retinol. Các chị ơi, em nói thiệt, bây giờ rất ít người bán kem mắt retinol. Thường thường chỉ có retinol dành cho da, nhưng đây là kem mắt retinol dùng cho 28 ngày. Em có đăng trên cái bài trên Facebook, không biết các chị đang coi like, các chị đã coi, các chị đã thấy cái bộ này chưa nhờ? Các chị đã thấy được cái bộ này trên Facebook em đăng chưa? Có ai muốn cảm nhận được bộ này không? Em cho các chị cảm nhận, phải công nhận nha, thần thánh. Kem mắt này phải công nhận rất là thần thánh luôn. Xài xong là nó căng ngay lập tức luôn đó các chị, kem mắt retinol. Và chai này là thay thế được cả toner. Nó là tinh chất, nó là dòng essential. Nó là làm trắng sáng da, chống lão hóa và đặc biệt làm sáng da cấp tốc trong vòng 28 ngày. Đây là một bộ này nè. Ủa chị à. Dạ chị nào muốn trải nghiệm mà cho em xin chị trải nghiệm đi à. Đây, đây mở ra cho khách coi luôn. Mà cầm khách nói em nói điêu nữa khổ lắm. Đây. Đây các chị, ở trên Carousel nè, Carousel nè, cái set này nè, skin balance set nè, dòng này là set cân bằng da đó các chị, cân bằng mọi loại da về một cấp độ là giúp cho da đẹp. Cái này là 169 đô, các chị cứ tính nhân cho 23 đi thì một set này đang bán với giá là gần 4 triệu một set. Set xài đẹp cực luôn, 4 triệu một set, 169 đô, gần 200 đô một bộ đó các chị. 200 đô một bộ. Giờ bán gì để tặng cho khách trải nghiệm thử nha. Rất mong muốn các chị xài thử. Ai coi like chia sẻ like đi. Dạ, chị đang muốn trải nghiệm mà nó chỉ trải nghiệm cho em để chị mang lên chương trình cho mình ạ. À. Kiếm gì bán tặng cho ta xài nhờ. Chị từ từ để đọc comment nha. Chai 28 ngày xài. Xong con ạ. Từ nha, để em đọc comment nha. Lát em có chương trình em làm cái vòng di em tặng các chị luôn, siêu đẹp. Dạ. Chị Ngọc Phượng hỏi là chai dưỡng 28 ngày xài bước nào Minh Anh? Hôm qua chị mua rồi chị Ngọc Phượng. Chai 28 ngày này, khi mà chị xài cái chai, nói chung là nếu mà chị có kem retinol, chị xài cái chai này bước trước bước kem retinol. Có nhiều người mua quá nhiều dòng serum em chị các chị nè, các chị xài thay phiên da các chị sẽ mau đẹp hơn là các chị dùng một ngày nhiều loại serum trên da. Em chị các chị, tại vì da em nó rất là nhạy cảm, em dùng nhiều loại quá nó cũng bí da. Ví dụ như các chị có serum keo ong và serum trứng cá hồi đi nha, ví dụ vậy đi nha, em nói đại nha. Thì hôm nay các chị dùng serum này, ngày mai các chị dùng serum kia. Mình vừa trang trải hết được tủ mỹ phẩm của mình, mà da của các chị hôm nay nó được bồi chất này, ngày mai nó được bồi chất kia. Giống như là nó được ăn nhiều loại trái cây, cũng giống như cơ thể của mình, nó sẽ nhanh đẹp hơn là các chị dùng một ngày mà mấy loại serum các chị đưa vào da các chị. Giống như các chị đắp mặt nạ cũng vậy, các chị không nên dùng một loại mặt nạ trong một thời gian quá lâu mà các chị phải thay phiên. Hôm nay đắp mặt nạ dâu, ngày mai đắp mặt nạ táo,
để cho da các chị nó thích nghi mỗi ngày một dưỡng chất thì nó sẽ không bị lờn. Cái gì mà vô người mình nhiều quá cũng lờn. Nên các chị thử đi, em xài vậy nên em thấy nó không có bị nhàm và da của mình nó vẫn được sáng và nó thay đổi liên tục. Còn hôm nay các chị cứ đắp serum keo ong, rồi các chị đắp thêm tinh chất oxy hóa, rồi các chị đắp thêm một cái serum nào đó các chị mua ở chỗ khác đi, ví dụ vậy đi. Chồng nhiều quá nó không thở được. Hôm nay xài serum của em, ví dụ như các chị mua của ba hương hiệu mỹ phẩm khác nhau. Hôm nay chị xài serum của em, ngày mai chị dùng serum của người khác. Nếu các chị cảm nhận các chị kết hợp vào nó không gây kích ứng trên da. Còn nếu như mình mới xài, mình trộn hai cái đó lại, hai sản phẩm, hai thể chất khác nhau không phù hợp, các chị xài lên trên da, da các chị rất mau dễ kích ứng và nổi mẩn. Nó sẽ nổi cộm và nó gây ra mụn ẩn trên da. Nên là em khuyên các chị xài xen kẽ mỗi ngày một loại dưỡng chất. Cái tủ mỹ phẩm các chị xài sẽ hết. Chứ ngày các chị xài đè nén nhiều quá, các chị thấy ôi sao dùng bữa giờ mà da hỏng đẹp. Cái chị bác, nó bị chai rồi. Bởi vậy nó bị chai nên mình phải peel đó, để cho mình thấm vô nó ăn hơn. Nhưng mà ai da xấu thì mình làm, còn ai da đẹp thì mình làm thì nó hơi uổng, đúng không mấy chị? Thì em nghĩ các chị dùng đúng vậy đó thì các chị xài hết mỹ phẩm mà. Chứ còn các chị mà dùng tới tấp mấy ngày đầu xong các chị thấy da chưa đẹp, các chị lại nản thì rất là khó luôn. Tại vì mỹ phẩm tốt không bao giờ nhanh đẹp, thề luôn á. Cái nào mà nhanh đẹp là sẽ nhả ra một cái là nhanh xấu. Nhưng khi mà các chị dùng đúng mỹ phẩm mà đúng xịn luôn, từ từ nó sẽ cải thiện. Nhưng mà các chị phải chấp nhận làm đẹp mà. Chứ các chị muốn nó đẹp liền thì em nghĩ là em không bán được những loại mỹ phẩm đó đâu. Thiệt á, các chị đi mua kem trộn thì nhanh đẹp hơn. Trước khi em bán kem là em xài kem Z, em xài kem cô gái lông xù, cô gái tóc xù, biết không? Hồi xưa em xài cái đó đó, tại vì mẹ em mua cho em. Mẹ em lúc đó em học đại học, em học đại học năm nhất là em chưa có dùng cái gì mỹ phẩm nha. Nội sữa rửa mặt em còn không xài nữa, các chị tin không? Lúc đó em lúa lắm đó, em không có biết cái gì đâu. Mẹ em mua cho em hũ kem Z, hũ đó mua như có mười mấy 20 ngàn thôi, tại vì mẹ em xài. Mẹ em nói xài này đi da đẹp mà xài nó mịn lắm. Trời ơi, các chị tin không? Lúc đó em đi học ai cũng khen da em đẹp hết. Xong rồi tới cái lúc mà em lớn lên từ từ á, thì em mới nghe người ta nói là kem đó là kem nén, thì nó có nhiều chất bào mỏng da thì nó rất là hại. Thì có những người ta nói khi mà bỏ ra thì da sẽ bị xỉn màu và lên mụn. Thì em cũng không tin, em bỏ thử 3 ngày em bị lên mụn. Cái xong rồi em thấy xấu quá chết cha rồi, em lại xài kem lại, nó lại đẹp. Em mới nghĩ là do chắc em tới tháng nó bị lên mụn cái gì. Cái xong rồi em cứ lặp lại như vậy tới khoảng một thời gian luôn. Đó là em bước vào công ty của chị của chồng em đấy, thương hiệu IHL. Thì em mới bước vào đó để em làm việc và này nọ, thì em mới biết được rồi, mình dùng như vậy là không đúng rồi, không đúng gì hết. Thì nói chung mình nói chung lúc đó em làm là em được trải qua, em gặp được rất là nhiều khách hàng, thì lúc đó da em nó mới bắt đầu nó thay đổi. Chứ em nói thời gian đầu là em giống như con hai quê mới lúa mới lên vậy đó mấy chị. Không có biết làm đẹp mà cũng không có biết chăm sóc da nha. Bỏ xuống da nó rất là xấu. Mà giờ mà mình chăm lên là nó rất là khó. Nhưng mà mấy chị ơi, đừng có dùng những loại kem đó. Đừng như em. Hồi xưa em bị đó mấy chị. Bây giờ da của mẹ em khó chữa là như vậy đó. Mẹ em xài cũng phải từ thời con gái tới giờ. Nhiều năm nhờ. Mẹ em xài lâu lắm rồi, chắc phải 20 mấy 30 mấy năm. Em nghe nói vậy. Xong rồi từ khi mà từ mẹ em cũng mới bỏ mấy cái đó cách đây cũng phải được 5 năm thôi đó. Mà em nói là cũng nhiều người là nhiều khi cũng đang xài cái đó lắm. Ý là mấy chị thấy bỏ ra da cái chị xấu quá, chị xài lại da không đẹp. Nên em khuyên các chị nên dùng những loại thực phẩm mỹ phẩm mà nó chậm tí nhưng mà nó lại chắc ăn hơn mà nó sẽ hiệu quả lâu dài. Ok không? Dạ. Rồi. Chị Lê Phi Lê Anh. Chai sữa rửa mặt thải độc dùng hàng ngày được không em? Chị Lê Phi Lan Anh. Được. Chai đó dùng được hàng ngày. Nhưng nếu ai da mỏng nha,
thì các chị cắt cho em một ngày các chị dùng một lần, là hai ngày các chị sử dụng một lần, tại vì nó có thải độc oxy ở trong đó nữa, nên nhiều người da mỏng á, các chị thải độc oxy nhiều quá, da các chị cũng dễ gây kích ứng lắm. Nên đó lý do tại sao em nói khách là một tuần dùng cỡ 3 cho tới 4 lần thôi. Minh Anh nói đúng, mỹ phẩm mà cao cấp quá, nhiều tiền bôi vào da sẽ bị hư da liền, tức là nổi về về lên. Ý của em nói là rẻ tiền đó, còn cũng tùy. Em nói thiệt nha, da của em á, xài hàng đắt tiền á lại bị mụn, mà em xài hàng bình dân, hàng nội địa Hàn Quốc thì em không có bị mụn. Em từng vô Chanel đồ nè, em mua hũ kem mấy triệu bạc luôn đó mấy chị, xài thơm lắm, kem nó có nước hoa ở trong đó em thích lắm, nhưng mà mình không có hạt, nên không phải là đắt tiền là sẽ hạt đâu, quan trọng là cái da của mấy chị có thích nghi không thôi. Rồi em qua nha, giờ muốn đem lại sản phẩm này đến cho các chị trải nghiệm lắm. Giờ trải nghiệm sao nhờ? Trời ơi, còn kêu muối gì tặng nữa. Các chị, giờ em nói mấy chị đẹp ơi, mấy chị đẹp à, em tặng cái gì mấy chị thích, em bảo đảm luôn cách nhà này nói một thực phẩm chức năng, hai là ốc thôi, thề luôn. Minh Anh tái sức like khuya, lát nữa like khuya nha, lát nữa like phong thủy nữa, lát like phong thủy nữa. Trời ơi, mấy em này bỏ bê quá trời rồi, mấy em này phải like chứ. Trời ơi, em nói thiệt cái chị Hiệp Phan mới thống kê ra, trời ơi thì có không hiểu sao tháng vừa rồi á like mà không có dư giả luôn á chị Hiệp Phan. Em nói chết rồi, tiền đi đâu hết trơn rồi. Trời ơi, em chết quá, gặp sáng nay nữa thêm đóng hàng bơm về. Trời ơi, em tính lên like mà em đau đầu quá, em nghỉ like luôn. Em lấy lại bình tĩnh, tới em lên lại like đó. Ngày mai em bốt em gánh em xả hàng bơm tiếp nè. Khổ, thiệt khổ. Em đã ghét nhất là em đọc tên người ta trên like rồi, là em còn giữ thể diện cho khách hàng để người ta mua hàng ở những chỗ khác rồi. Mà mẹ ơi, cứ đi bơm hoài sao mà chịu nổi. Em nói thiệt nha, dễ thương tiên nữ nha em nha, mà còn dễ quạo nữa. Nói chi mấy bà khác, thiệt á. Hên là em chưa tới nhà em kiếm là mai vậy đó. Chị Hiệp Phan, thấy Minh Anh đăng mặt trái tim đẹp quá trời ơi, hồi nãy có tặng đó chị Hiệp Phan. Đọc lại mặt trái tim đi. Dạ, mặt trái tim có duyên. Còn được 5 hộp hủy nát. Dạ, bột hủy nát là 599k, mua 2 hộp tặng 1, tặng 1. Còn được 5 hộp bột hủy nát cuối cùng. Giờ nghe lại nè, ai lấy hủy nát giảm nhiều. Dạ, bột hủy nát giảm cho phòng mình là 599k. 54 hộp mua sale nha. Ai lấy 500, 850, sale còn 599 ngàn. Dạ, chị hộp nào lấy hai hủy nát em tặng một hộp là thành ba, đủ ba hộp cho các chị uống. Em tặng một cái mặt trái tim em đang cầm. Dạ, chị Hiệp Phan có lấy không ạ? Lấy giúp em là bột hủy nát 599 cho chị, mua hai tặng cho mình một, còn năm hộp hủy nát cuối cùng ai lẹ tay được nha. Nãy giờ không có đọc lại cho khách, nhiều người hỏi chương trình lắm mà không có đọc lại, tại vì không có đủ hủy nát. Giờ là mua sale là 54 hộp, là nãy giờ là bán hết rồi đó. Em còn được 5 hộp cuối cùng. Ai lấy thì các chị ghi là hủy nám. Dạ, ghi cho em cú pháp là hai hủy nám, một hủy nám là 599. Mua 2 hộp tặng 1 hộp là thành 3, và tặng cho một cái mặt trái tim. Nhớ ghi cho em cú pháp gạch ngang mặt trái tim nha mọi người. Dạ, đi em cú pháp là hủy nám gạch ngang mặt trái tim giúp em ạ. Là 500. Đẹp lắm. Một. Ôi xuất sắc, cành đào luôn á mấy chế ơi. Ôi èo ngang, cầu ở đẹp chưa? Ủa thấy đẹp không? Đúng đẹp luôn á mấy chị ạ. Ôi ơi, đó mà có cái chấm ngọc lục bảo nữa nè, xinh cực kỳ luôn. Trời ơi, có nhiều người á, ngày nào cũng lên like thì có tội nghiệp chị Nguyệt Trần, chị nói bé anh ơi thích cái mặt táo quá bé anh ơi. Mà em phân vân quá mấy chị, em hiểu sao luôn á. Mặt trái tim á thì nó bán em giá cũng được được, mà em hỏi cái mặt trái táo sao nó cao tiền quá à? Em suy nghĩ hoài luôn á, nên em đâu có tặng đâu, thiệt á. Dạ em chốt với chị Thủy Tiên Nguyễn, hai hủy nám tặng mặt trái tim ạ. Rồi đọc nè, hai hủy nám tặng một hủy nám, hai hủy nám tặng một hủy nám là thành ba. Dạ, rồi một mặt trái tim ạ. Rồi chị gì? Dạ em chốt chị Hiệp Phan, hai hủy nám tặng một bột hủy nám ạ. Hai hủy nát tặng một là thành ba. Tặng rồi một mặt trái tim ạ. Chu cha mà ơi, thêm bà Trần Thị Phương Thanh nữa nè,
Em mà tặng cái chị là em qua cái hàng mắc tiền của em rồi. Tại vì Hủy Nám em có hai loại, một loại là em nhập giá cao, với một loại là em mua sale được 54 hộp. Thôi giờ em nhận đơn hai chế nữa rồi đó. Dạ. Chị Trần Thị Phương Thanh với chị Thụy Nguyễn nữa thôi. Dạ có đơn ạ. Rồi ghi tên đi, ghi tên đi. Dạ. Nhớ ghi tên nha. Xuống làm mới nhận ai nữa nha. Không có đủ đâu. Thiệt á. Đây để cho coi cái mặt này nè. Chị Nguyệt Trần thấy thương lắm. Bà nói bé anh ơi, chị khác múi giờ của em. Chị ở bên Mỹ, em ở Việt Nam. Chị thấy em đăng giờ, em đăng là 2 giờ chiều em like. Đấy, thì chị gài cái báo thức là 3 giờ sáng chị dậy để chị coi được cái live stream của em. Rốt cuộc bé anh không có like. Chị nhắn tin Zalo, chị giống như là cũng vừa hậm hực mà bả vừa cũng tức nữa. Ý là bà đã gài giờ để bà coi like mình rồi mà mình không có lên like. Mà ngày nào bà cũng nhắn tin Zalo em, bé anh ơi tặng mặt trái táo đi, đẹp quá. Mặt táo hơi bị đẹp luôn. Mà nó cao tiền. Chị Hiệp Phan còn gì khoe đi. Giờ em có mặt trái táo nè. Mặt trái táo này là em đang phân vân. Thiệt á. Phân vân hoài luôn á. Biết có tặng, có nên tặng nữa thiệt á. Đây, cho coi nè. Chị đang, chị Liên Trần nè, chị đang uống Hủy Nám nè Minh Anh ơi, nhưng giờ còn 5 hộp nữa em lên chương trình sản phẩm khác để chị được tặng mặt trái tim đi, em yêu chị Liên Trần. Chị Liên Trần, chị lấy một hộp giảm mỡ đi, chị có mập không? Chị có mập bụng không? Bụng bắp tay không? Lấy giảm mỡ đi. Rồi, được rồi, ok, bình tĩnh luôn, lát kiếm chương trình cho. Lên hộp nội tiết đi. Bán đại nội tiết đi, khách hỏi hoài à, khổ quá. Đưa hộp nội tiết này. Còn nội tiết không? Nội tiết đang cháy hàng đó. Đúng rồi, nội tiết đang cháy hàng. Chu cha mẹ ơi. Nội tiết này em nói mấy chị nha. Chắc mai mốt nó là sản phẩm đặc biệt của em. Nội tiết quá trời người khen luôn. Ai mà đang gọi là sao nhờ? Ai mà đang kinh nguyệt gần hết? Tới ngày mà các chị gần hết kinh nguyệt là tiền mãn kinh đó. Duy trì cho em uống cái này đi, biết sao không? Nó sẽ duy trì cho mấy chị luôn, khi nào nó tắt là nó tắt. Mấy chị ơi đừng có ham mà gọi là phải nói sao ta. Đừng có ham là các chị hết kinh. Mấy người mà hết kinh sớm đó, dễ bệnh đó. Đợt mẹ em đó, hết kinh Tết hết kinh bị đau xương nè. Rồi mà tự nhiên không phải em nói xấu mẹ em nha, mà thời gian đó em không muốn về nhà luôn mấy chị. Đụng gì cũng chửi. Thiệt luôn. Như đàn ông vậy đó mấy chị. Đụng gì cũng la làng. Cho uống nội tiết. Kết hợp thêm uống thêm một cái loại nữa là tinh dầu thông đỏ với lại là viên uống tuần hoàn máu. Có kinh trở lại đó mấy chị. Có kinh trở lại là tắt 2 tháng rưỡi rồi đó. Mọc lại kinh đó. Hôm bữa cũng có chị Tố My nè. Mọc lại kinh rồi nha. Chị Tố My là 4 tháng tắc kinh, uống nội tiết của em có kinh lại nè. Rồi hôm bữa chị My My là 3 tháng hay 2 tháng tắc kinh, hôm bữa lên live chị nói 2 tháng chị tắc kinh, chị uống của em trở lại. Ai mà không đều kinh nguyệt uống nội tiết đi, very very good luôn. Thiệt nói thiệt, không phải nói gì nha, cho em nó bậy xíu nha. Ai mà nổi máu điên lên, máu xấu, máu chó lên là em nói thiệt, cái chị uống nội tiết cho em. Cái tính của em nói chuyện hơi miền Tây xíu, tại vì nói thẳng luôn. Em phải người miền Tây, ta cứ hỏi em hoài, em ơi em miền gì? Em nói thiệt quê em ở Hải Phòng. Nhưng mà em đẻ ở trong đây. Nhưng mà em toàn chơi với lại bạn bè miền Tây không à. Nên nhiều khi cái tính của em nó cũng ào ào vậy đó. Cái người ta hiểu tính thì người ta không nói gì. Nhưng mà cái người ta không hiểu tính, người ta lại nói em khó khăn, nóng tính. Thì em cũng nóng thiệt, nhưng mà em không có suy nghĩ một cái gì hết. Em khẳng định cái chị luôn, uống nội tiết đi, very very good luôn. Nội tiết này bây giờ mà không dám like luôn á, like là phải nợ đơn. Còn may ra cũng phải 1 tuần mới trả. Nội tiết này là cháy hàng thiệt sự luôn đó mấy chị. Khách mua nhiều dã man luôn. Về bữa giờ gần 600 hộp nội tiết hết sạch xanh. Mới bán trong vòng bao nhiêu lâu? Gần 2 tháng trời. 600 hộp nội tiết hết đó các chị. Thề luôn. Mua nội tiết xài đi hay lắm. Chị Hiệp Phan nó hết kinh máu. Giảm mỡ bao nhiêu em? Chị Phan Thị Ngọc Thu, em thì em hay nổi máu điên lên lắm. Nên là hơn tàn chửi mà muốn muốn nổi máu khùng lên là nổi ở ngoài đường đi, có nổi ở nhà. Cái hộp này là nhiêu tiền quên rồi. Giảm mỡ là 850 ạ. 850 ngàn.
Giờ chơi luôn. Ai lấy một hộp giảm mỡ tặng một mặt trái tim luôn. Chơi lớn, đọc đi. Giảm bao nhiêu đó nghe, cút nói là giảm mỡ 850 rồi, mua một tặng cho mày một mặt trái tim luôn à. Ai lấy một hộp giảm mỡ em tặng một mặt trái tim luôn. Ok chưa? Giảm em giảm mỡ là 850 rồi, mua một bạn mỡ em tặng cho mày một mặt trái tim luôn à. Đẹp xuất sắc. Từ từ hết máu kinh xấu lắm, mau già đúng rồi mà hay quạo nữa chị. Làm chương trình nội tiết luôn đi em ơi. Rồi ok để em lên nội tiết. Chị lấy giảm mỡ chị Liên ơi. Ghi giùm em cú pháp giảm mỡ 850 gạch ngang tặng mặt trái tim. Lấy giùm em cú pháp là giảm mỡ gạch ngang tặng mặt trái tim giúp em. Giảm mỡ em nhận đơn ba chị nha. Giảm mỡ gạch ngang tặng mặt trái tim 850 một hộp. Mặt dạ. Trái tim là mặt này nè. Hello chị Lê Ngọc Dầu. Chào mọi người. Lấy giùm em cú pháp là giảm mỡ 850 mua một tặng mình một mặt ốc trái tim luôn ạ. Ok chị Thanh. Ok chị Trần Thị Phương Thanh luôn. Ok chị Thanh. Chị Thanh đổi một hộp giảm mỡ nè. Dạ, chị 50 tuổi kinh nguyệt bình thường nhưng vẫn thích nội tiết của Minh Anh. Chính xác, tại vì sao? Nghe em đi. Các chị, nội tiết này nè, uống vô nó còn thơm body của mình nữa thì làm sao không uống. Mà bên Hàn Quốc á, nhiều người nói thiệt, nhiều người hỏi em bây giờ uống á, duy trì sao, có ngưng không? Bây giờ mình nói với khách, bây giờ uống đi đừng duy trì luôn đi thì người ta lại tưởng là mình bán, mình kiếm lợi nhuận. Nhưng mà thật sự, ở bên Hàn Quốc, người ta dùng cái này là từ 18 tuổi trở lên là người ta dùng đều đặn. Giống như là theo sinh hoạt mỗi ngày luôn. Giống như đây là tinh dầu Luli. Nó tốt hơn tinh dầu hoa anh Thảo gấp bao nhiêu lần mà nó không gây mập nha. Các chị các cô uống cái này rất là ok luôn. Giảm mỡ bao nhiêu tiền quên rồi. Dạ giảm mỡ là 850 ạ. À. Đặng cho mình một mặt trái tim. 850 nha, 850 một hộp giảm mỡ. Đọc tên đi. Dạ giảm mỡ em tặng chị Liên Trần ạ. À. Chị Liên Trần một nè. Dạ chị Trần Thị Phương Thanh là Trần 2 Thị à. Phương Thanh là 2. Chị Hi Kim Nguyễn Trần. Chị Phi Kim là 3. Chị Phương Kiều là 4 ạ. À. Rồi không nhận đơn ai nữa. Ghi tên nhiêu đó người thôi. Bây giờ em lên. Khách cứ kêu chị cô Mel nè. Chị duy truyền mẹ hết sớm đã 2 năm rồi, đang đông chờ hy vọng em quay trở lại với chị. Hy vọng chị cô Mel. Em không phải em nói gì nha, nhưng mà 2 năm rồi á mà bây giờ dùng lại hơi khó. Ví dụ giống như chị mới tắt có mấy tháng đi thì nó còn ok. Chị Tố My á là chị tắt 4-5 tháng luôn. Chị nói là chị hết hy vọng, chị tưởng là chị không có. Thì hôm đó mấy chị có coi like mấy chị biết. Chị lên like chị hỏi em. Thì em nói thiệt em cũng sợ. Tại mình đâu phải là thầy thuốc hay gì đâu mà mình nói người ta uống được. Thì em nói với chị là thôi, bây giờ đi ra khám đi. Còn nếu mà chị đặt niềm tin ở em thì chị mua thử hộp nội tiết chị dùng. Đúng như live stream cách đó gần tháng hả? Không, nửa tháng. Có cái comment của chị không? Đưa lại cho khách coi. Em không nói xạo đâu. Chị nói chị có kinh lại. Thiệt luôn đó các chị. Đây các chị. Đây. Em cho các chị đọc. Minh Anh nội tiết hay lắm nha. Mức kinh hơn nữa năm nay. Bữa nói Minh Anh giới thiệu mua nội tiết tố này uống nè. Gần hết hộp này rồi. Minh Anh ơi mừng ghê. Các em mới hỏi phải không? Bà mới nói là đang có luôn đó Minh Anh. Mừng quá trời. Hứa cho Minh Anh một cái comment chân thật này. Mới vô cho nè. Thật sự rất là hay. Uống nhiều loại mà không có đấy. Đúng là có duyên, chú rầu muốn chết, tính tình khó chịu nóng nảy. Đây các chị mồ hôi muối, đây các chị thấy không? Cái này là cũng ngày mấy rồi nhờ. Nó có giờ nè, 20:28 nè mà không có ghi ngày. Nói chung nó là cũng là gần đây. Nói chung đó là những cái feedback của khách mà bên em có chụp lại. Là người ta uống, người ta cho cảm nhận. Ngày mai chụp lại của chị Mimi với lại hai chị nữa. Hôm bữa có chị Tuyết Tuyết gì đó, chị nhắn qua tin nhắn. Ai mà cảm nhận mà có kênh quay trở lại chụp lại hết đi. Để làm feedback đăng Facebook. Tại vì người ta cảm nhận hiệu quả người ta mới dám xài. Nội tiết hay lắm các chị ơi. Nội tiết hay cực kỳ luôn. Các chị mua mà để dành xài. Đắt rất là xa. Giảm mỡ tặng chị Kim Phượng. Rồi hết nha. Hết hàng nha. Đây. Bây giờ chị gì nhờ. Chị gì quên rồi. Chị nhớ nha, tất cả các đơn hàng em nội đơn. Dạ chị Huỳnh Phát ạ. Thì có hello chị Huỳnh Phát, chị hỏi em đưa lên like cho coi rồi đúng không? Dạ. Thương bà Nguyệt Trần lắm mà giờ bà không có coi like. Thì chẳng lẽ em đăng lên cho mấy chị coi. Đêm nào bà cũng nhắn tin. Bà nói được tặng mặt trái tim rồi. Nhưng vẫn thích trái táo.
Thiệt sự luôn, lúc mà em về cái trái táo này nè, em nghĩ với khách hàng á, là em tặng trong năm, em tặng là trong năm cái mặt ngẫu nhiên, thì em nghĩ là khách sẽ không có thích trái táo. Trời ơi, nhưng mà quá trời người thích trái táo luôn. Rất là nhiều người thích trái táo, mà giá của trái táo là bây giờ làm là khá là cao tiền. Nên em cứ lưỡng lự hoài à. Đây, để cho coi trái táo lại lần nữa. Hello chị Nhuận Trinh. Đây là trái táo nè các chị. Các chị nhìn xà cừ của ốc đẹp chưa? Các chị biết khó lắm mới làm lên một mặt trái táo. Tại vì các chị nhìn là trái táo nó rất là bầu. Người ta làm là người ta không thể nào ép hai cái mảng ốc được, bắt buộc người ta phải khai thác ở một cái vùng lớn để người ta làm thành một cái mặt trái táo. Và trên mặt trái táo này các chị nhìn nè, nó có đính tới, các chị tính đếm đi, các chị đếm đi tổng cộng là bao nhiêu viên ngọc lục bảo. Tốt lắm luôn. Nên nhiều người người ta cứ hỏi cái mặt này mà em cứ phân vân hoài luôn. Các chị thấy không, các cứ hỏi trên live mấy cái live stream rồi, có nhiều người nói táo đi bé anh, táo đi bé anh. Thì sự trái táo nó cũng là phong thủy đó mấy chị. Đẹp lắm. No đủ, đầy đủ. Táo giúp thanh lọc cơ thể nữa. Đấy, cái chị mang lên đẹp lắm. Xinh cực luôn á. Vừa là một cái mặt phong thủy mà vừa là một cái gọi là sao nhờ? Dạ, chị tự nhận chính là tặng táo đi Minh Anh. Căng à. Táo ơi, khó lắm táo ơi. Chị Nhuận Trinh ơi, em chưa có đặt đâu, em chưa có đặt bên Canada đâu chị Nhuận Trinh. Em vẫn chưa đặt hàng đâu. Em lưỡng lự hoài, nó biết em đang thích hay sao, nó đẩy giá lên cao vun vút luôn đó chị Nhuận Trinh à. Giờ hỏi nhỏ nhỏ thôi, coi 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 còn ai coi like không? Hay là giờ đi ngủ hết trơn rồi? Giờ ai đang coi like cho xin comment đi. Ai thích táo, comment chữ thích táo thử. Dạ, chị nó thích táo mà, chị em xin chữ táo gì vậy? Giờ ai thích táo, comment chữ thích táo thử. Để coi coi giờ này có nhiều người đang coi like không nha. Chị Nhuận Trinh nói giảm mỡ tặng mặt táo. Trời ơi, ai đang coi like chia sẻ like. Tại vì thôi, ai thích táo, comment chữ thích táo thử. Dạ chị yêu nào thích mặt ốc táo rồi, cho em chị thích gì ạ? À? Chưa có đặt đâu, em chưa có đặt. Em chưa có đặt ở bên, em chưa có đặt ở bên Canada. Em chưa có like là vậy đó. Từ từ. Máu. Táo, 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 táo. Ăn táo tàu luôn. Ngô Huỳnh thích táo. Chị Trần Thị Phương Thanh thích ạ. Chị Hủy Tiên thích ạ. Người thì thích nội tiết. Người thì thích gì? Người thích giảm mỡ ạ. Giảm mỡ. Giảm mỡ lên ngôi. Chị Kim vừa thích táo ạ. Nay giảm mỡ lên ngôi. Ai coi like chia sẻ like cho em. Táo chị mình chị hẹp phan hỏi táo đâu ạ? À? Ô má ơi. Chị Thi Kim Nguyễn Trần thích mặt ốc Minh Anh đeo, chị chưa có. Em còn đúng một cái nữa đó chị Thiên Kim ơi, Thi Kim ơi, mà hôm bữa chị Thi Kim lo coi live stream em chưa 16 triệu. Chị có đủ kiên định lát chị còn coi like em không? Em gieo duyên cho chị. Mặt táo nhỏ đeo lên đẹp, cô không thích mặt ốc lớn. Tru ra quá trời người thích táo luôn. Không mà ai. Chị hẹp phải nói táo đi. Vậy là hai sản phẩm, ai thích lấy gì lấy. Ok không? Thả tim em. Dạ. Thôi, quên cái đầu lạnh nữa. Trời ơi, quên hoài à. Thiệt á, tặng nữa chết nữa. Đâu bà đeo thử cái mặt, bà đeo thử cái mặt táo lên cho khách coi coi, đẹp không? Đẹp lắm. Đẹp lắm người ơi, người ơi, người ơi. Hello chị Nguyệt Trần. Ôi trời, em nói thiệt luôn, thề luôn, chị linh lắm luôn á chị ơi. Chị về quê mập nên đặt giảm mỡ chị Nhuận Trinh, ok chị. Rồi từ từ. Bà đeo vô cho tôi mượn đi. Rồi. Bình tĩnh. Ai có like chia sẻ like. Chị Thi Kim còn có like đúng không? Rồi lát em gieo duyên cho chị một mặt. 16 triệu đó. Em còn đúng một mặt luôn. Chị mê táo.
Chị Nguyệt Trần ơi, em mới nói xấu chị một tí, lát chị coi la lại chị cũng chửi em. Em nói là hết ngày nào bà cũng nhắn tin qua Zalo, bà nói táo có trái tim rồi nhưng mà vẫn thích táo. Ngày nào bà cũng nhắn qua Zalo câu đó đó. Nhiều khi đang ngoài đường, nhiều khi đang ngoài đường thấy tin nhắn rồi nhưng mà đang bận không có trả lời tin nhắn được, đọc hết đó. Ôi chị Ngô Huỳnh ơi, mặt ốc em đeo 16 triệu mua đi chứ, em còn một mặt nữa, mua đi. Đây dạ, ôi dễ thương nhờ, sáng chưa. Chị Minh Anh đeo lên cổ rồi, cho coi cam sao đi, rồi từ từ để tháo cam sao ra, đẹp lắm, xinh lắm đó chị nè. Táo này các chị đeo với cái dây 33 hôm bữa, hoặc các chị đeo với lại cái dây kiềng đều đẹp. Nói chung là tùy cái khoen, đeo dây nào cũng được, đẹp ha. Nó vừa vặn cái cổ, nhìn táo đỡ trên đây đi. Đây, đây, nhìn đỡ mấy chị, đẹp luôn, chân thật cuộc đời luôn. Nhìn táo thôi đừng nhìn bự nha. Nhìn táo thôi đừng có nhìn bự nha. Ai coi like, chia sẻ like. Sáng lắm. Cái mặt táo này đắt nhất luôn. Vân vân dã man. Giờ mà ai mà muốn được tặng là chắc phải mua hai sản phẩm may ra mới được tặng táo đó. Mà các chị biết rồi, dòng sản phẩm nào mà có Apple ở trong đó cũng mắc. Điện thoại Apple mắc hơn điện thoại Samsung nhờ. Các chị thấy đúng không? Nay bé có đào thải ruột chưa Nguyệt Trần? Chưa. Em chưa có đào thải ruột. Chắc khoảng tầm tuần nữa. Đào thải ruột coi gì mà mắc ghê. Một hộp chỉ có 15 gói. Mà đào thải ruột các chị chỉ cần đào thải ruột trong vòng 1 tháng rưỡi cho tới 2 tháng. Các chị ngân tầm cho em là 2 tuần các chị dùng lại. Mà đào thải ruột đó các chị liên tục các chị dùng cho em 6 tháng nha. Hết mụn luôn. Đào thải ruột mà hết mụn luôn. Hay ở chỗ đó. Bởi vậy bên Hàn Quốc người ta xài nhiều lắm. Để về đi em like cho. Chị vợ thì nó hai nội tiết tặng táo. Em mà tặng hai nội tiết á là khách nhà em là thở lên thở xuống đó chị Nhân Võ Như Thủy ơi. Thôi được rồi, các chị thích mua một món tặng hay là hai món tặng ạ? Hỏi câu hơi dư thừa tí. Nhìn cả hai nè, Minh Anh, chị Nhuận Trinh. Táo này là nợ nha, táo này nợ chắc khoảng tháng mấy đó. Táo này không có sớm đâu, còn trái tim này về sớm đó. Trái tim với những trái tim là chung kiện thì tầm là 7 cho tới 10 ngày. Rồi ok. Thôi ai còn coi like giờ này tặng nha. Nhớ nha, tất cả các đơn hàng em ship cho các chị trước, nhưng các chị yên tâm đi. Chị nào mà mua táo á, chị nào mà mua, chị nào mà được tặng táo hoặc là được tặng nội tiết á, yên tâm điều đi. Chưa ship liền cái đơn này đâu. Giờ nội tiết nhà còn được đúng 5 hộp để trưng á, hết sạch luôn. Đó, ok chưa? Rồi ok nha, uống miếng nước cái like nè. Để em tí. Rồi em đang suy nghĩ em bán đại nè, giảm eo đi, rồi ai muốn lấy gì lấy, ai muốn lấy gì lấy nha, được chưa? Lên cho em cú pháp, nhớ ghi cho em gạch ngang chữ táo, phải ghi cái món quà các chị lấy, không ai, các chị không ghi ví dụ giống như nội tiết gạch ngang chữ táo hoặc là giảm mỡ gạch ngang chữ táo, các chị phải ghi đúng cái cú pháp của nó thì em mới đọc tên nha. Tại vì các chị không ghi đúng cú pháp lộn lắm. Tại vì nãy giờ em tặng tàu lao tùm lum em không có nhớ đâu, ngày mai em xóa live stream rồi, nên là em ghi đúng cú pháp, em ghi tên đúng người đó thôi. Tại live stream này em không có để lại, em tặng tùm lum em xóa. Ok chưa? 20 chị nha, chơi đều nha. Nội tiết nhiêu quên rồi, nội tiết là 1.050.000. Chị nào đặt nội tiết trong livestream này giảm tặng các chị 999.000 đồng một hộp nội tiết. Nội tiết là 999k. Ai lấy giảm mỡ, em giảm tặng các chị 850 một hộp giảm mỡ. Giảm mỡ là 850 ạ. Các chị lấy một trong hai sản phẩm này đều được tặng một cái trái táo em đang đeo, được chưa? Dạ, 20 người. Là giảm mỡ gạch táo và nội tiết gạch táo giúp em ạ. Giảm mỡ là 850 nội tiết. 20 chị nha. Người thứ nhất là chị Trần Thị Phương Thanh là một nè. Giảm mỡ tặng táo ạ. Táo đang đeo. Đừng ai hỏi táo đâu ra nữa, táo đang đeo nè. Các chị nhìn trước mặt giùm em đi.
Người thứ hai là chị Lê Phi Lan Anh. Dạ, một giảm mỡ tặng một mặt táo chị Lê thì nội tiết em tặng chị Thủy Ti Nguyễn là người thứ mấy? Dạ, người thứ ba. Chị Hiệp Phan giảm mỡ tặng táo là người thứ mấy? Dạ, người thứ tư ạ, có đơn ạ. Thứ tư rồi phải không? Từ từ. Dạ. 1 2 3 4 Hiệp Phan, người thứ năm là chị Trần Phương. Dạ, có đơn ạ. Ai coi like các chị chia sẻ like, bà lấy mặt trái tim nốt lại và chế Trần Phương đi. Dạ. Trái tim cho Trần Phương. Ngô Huỳnh ơi, để lại số điện thoại cho em đi Ngô Huỳnh. Chị Ngô Huỳnh đẹp gái ơi ạ. À. Giảm mỡ táo cho chị Ngô Huỳnh. Dạ có đơn ạ. À. Loan Trần nội tiết táo cho chị Loan Trần. Dạ có đơn ạ. À. Vương Kiều giảm mỡ táo cho Vương Kiều. Dạ có đơn ạ. À. Chị lấy thêm một giảm mỡ cho chị Liên Trần. Dạ có đơn ạ. À. Nội tiết táo cho Thi Kim. Dạ có đơn ạ. À. Nguyệt Trần nội tiết táo cho chị Nguyệt Trần. Dạ có đơn ạ. À. Chị Nhuận Trinh giảm mỡ táo cho chị Nhuận Trinh. Dạ có đơn ạ. À. Chị Lê Thị Mỹ Hoa giảm mỡ tặng táo cho chị Lê Thị Mỹ Hoa. Dạ có đơn ạ. À. Ai đang coi like chia sẻ like giùm em. Chị Liên Trần một giảm mỡ tặng trái tim và một mặt táo. Ê, công nhận mặt táo này đẹp nhờ, xinh nhờ. Lên thấy nó vừa vặn nhờ. Ai mang cũng được, ai mang cũng xinh hết. Ai coi like chia sẻ like. Mặt em đang đeo thì nó đắt rồi. Mặt em đang đeo thì đẹp rồi, đắt rồi. Ok chưa? Nhận đơn nhiêu đây người nha. Dạ. Ai coi like chia sẻ like. Rồi em qua đây các chị ơi. Em qua các chị chia sẻ like giùm em. Ê bà đương tôi họp một cốc đi. Tên dầu ạt gan đi. Sáng nay quên uống nữa trời, mấy hôm nay đầu đảng trí ghê luôn á. Sáng nay uống giảm mỡ lại quên mọc tóc. Em nói thiệt các chị, một ngày em uống bao nhiêu thực phẩm chức năng biết em. Em nói thiệt em không nhớ gì luôn á. Ok chị Loan Trần, giảm mỡ tặng táo cho Loan Trần. Rồi ngưng nhận đơn, tới đây thôi. Ai coi like các chị ơi, chia sẻ like giùm em nha. Chấm chấm bài giùm em nha mọi người. Dạ, chị. Khách nào khách mới các chị chia sẻ like giùm em. Alo check nha. Dạ. Like. Coi em like đi, coi cái like em like đi. Ai coi like các chị chia sẻ like giùm em. Trái tim nãy giờ mình còn tặng không? Dạ không mà. Mình đi tặng táo. Ôi em không còn tặng mặt trái tim nữa đâu chị Quỳnh Hoa ơi. Bây giờ chị nào mua hàng em lần đầu tiên là các chị phải nhớ nha. Chị nào khách mới mà mua hàng em hay như thế nào, các chị phải chuyển khoản cho em. Hoặc là chị nào mua hàng mà đã từng bơm em một lần rồi là phải mấy chị mua hàng các chị phải chuyển khoản cho em thì em mới đi được. Rồi thôi hỗ trợ chị Quỳnh Hoa. Dạ. Rồi ngưng nhận đơn, táo tới đây thôi hết. Ngưng nhận đơn các chị ơi, táo tới đây nha. Ai coi live stream chia sẻ like cho em. Các chị đeo thay đổi nha. Công nhận mẫu nào cũng xinh hết. Thiệt luôn á. Cái cổ em đeo mẫu nào cũng đẹp hết. Em đang nhờ hơn chia sẻ vô một cái nè. Chia sẻ vô hội nhiều người coi lắm. Nhưng mà bị một cái khách mới nhiều. Ngày nào cũng nhờ người chia sẻ vô hội. Tốt bao nhiêu tiền để chia sẻ vô hội. Các chị biết mà, thay vì người ta chạy quảng cáo thì em sẽ nhờ người chia sẻ cho em vào hội. Thì em mới nhờ khách là khách ơi, ai đang coi like chia sẻ giùm em đi. Cho người ta coi like, người ta khách mới người ta coi like. Nhưng mà công nhận phải nói là dạo này nha, khách mới coi like cũng nhiều. Mà người khách hàng nào mới mua hàng trên live stream cũng, nói chung dạo này cũng uy tín. Nói chung là em không biết em có làm phước lòng khách cũ không, nhưng mà em cũng không hiểu tại sao. Ví dụ như có mấy chị nha, hồi xưa mua rất là được luôn, nhưng mà sao dạo gần đây cũng hay bơm hàng. Thật sự em cũng rất là buồn. Nhưng mà em cũng không bao giờ em đọc tên người ta lên trên live, tại vì em cũng không có muốn mình gây cái hiềm khích, tại vì người ta cũng là người mua hàng thôi. Nhưng mà em cũng muốn nói các chị ơi, các chị bơm ai nhiều đơn á, thiệt em ít đơn lắm, đừng có bơm em. Ngày em bán hàng, em nói thì có chị không bằng ai đâu, ngày người ta đi mấy ngàn đơn. Ngày em đi được có 100 hơn đơn thôi. Mà em nói các chị hôm nào ế ế là cũng gọi là ngồi vác chân lên cổ. Nên đừng có bơm hàng em, ví dụ như đi được mấy đơn mà bị bơm vậy là em nói thì các chị luôn là trầm cảm luôn đó các chị. Nên là ai coi like mua hàng em thương đừng bơm hàng của em các chị ơi. Có chị kia mua đơn 6 triệu mấy,
11 triệu. Ủa vậy là nhận bà tách ra hai đơn hả? Cộng 5 triệu. Nhưng mà đơn đó là nhiêu tiền? 11 triệu. À là trên bill bà chỉnh còn 6 triệu mấy hả? Đúng rồi, chỉ là cộng 5 triệu rồi đó. Mà giờ cái đơn chị đó em cũng đang đau đầu thiệt. Không phải. Bây giờ mình giữ tiền ta mình cũng đâu ngủ ngon, đúng không? Mà trong khi đơn của bà chế đó gần 200 ngàn tiền ship, đầu đi đầu về gần 500 ngàn. Vậy coi như đơn đó còn gì em lời nữa mấy chị. Đó, chuyển khoản 5 triệu cọc mà giờ gọi hoài luôn, không biết số điện thoại có bị mất hay điện thoại bị mất không, nhắn tin cũng không được luôn, không biết bị gì luôn. Giờ chẳng lẽ xả hàng ra đâu có được, hay gì người ta cọc 500 ngàn còn xả được cọc 5 triệu. Trời ơi, mà đi cha nó 500 ngàn tiền ship, 500 ngàn tiền ship, 227 ngàn là cước đi cước về đó mấy chị. Là một chiếc là gần 500 ngàn tiền ship. Để bữa nào em đưa cái tiền ship lên cho các chị coi. Tại vì có những đơn hàng của em á là hàng giá trị cao. Các chị biết rồi, bưu điện nhiều khi người ta đâu có nhận mấy cái phong thủy mà cao tiền quá đâu. Người ta bắt mình là phải chuyển khoản. Nhưng có nhiều khách người ta không có chịu chuyển, hoặc là người ta không có tài khoản hay như thế nào em không biết, bắt buộc phải thu cốt. Mà các chị biết cái phí bảo hiểm nó rất là cao, nhất là em bán phong thủy nữa. Ví dụ như ai làm bên bưu điện sẽ biết, ví dụ như cái đơn mà 500 ngàn nó khác với đơn 5 triệu. Đơn 5 triệu mà thu cốt là quá trời, phí phần trăm nó nhảy lên luôn. Mà em còn phải chịu thêm tiền trong đó nữa. Mà có những like là em không có tính tiền ship vào trong đó luôn á nha. Em quên đó nha, là coi như là em coi như đơn đó là em cho luôn á các chị. Nên nhiều khi mấy đơn hàng của em ấy chị đừng kỳ kèo tiền ship, tại vì em không có tính tiền lời vào trong tiền ship. Ship bưu điện nó ăn chứ em không có ăn. Nên mấy chị đừng có hỏi em tiền ship sao cao, tại vì em bán phong thủy. Chứ em nói thì em bán bánh, bán đồ ăn đồ này nọ mà nhẹ nhẹ thì em cũng ship rẻ rồi. Ship phong thủy nó hơi cao tiền, mấy chị thông cảm. Chị có bơm không bé đẹp, chị Khang Trần. Chị Khang Trần mà bơm em cho chị mấy quả tạ luôn á, tới Nha Trang xinh đẹp của chị luôn á. Còn bông tai ốc không? Em nhớ em còn không nữa. Ủa? Không còn bông tai ốc nào luôn à? Đợi em coi coi. Đợi em xíu. Có táo còn thiếu dây em đeo là đẹp. Em có bán dây không? Chị cũng cũng tròn như em, chị Ngô Huỳnh. Cái dây này bây giờ không nhớ còn không nữa. Đợi em tí. Dây này để xíu rồi. Em coi coi còn không. Còn đơn không? Kiểm tra mấy đơn. Trời không để ra rồi chắc chết nữa. Ông tay ốc em hết à. Tay ốc em hết hàng rồi. Còn đơn á. Chết rồi. Chuyến này là đi ra đường ở. Mình ra tiệm lấy trực hì hì chị Hiệp Phan. Đang rầu đây nè, khách ghé shop mà cũng gọi là cũng xả lên xả xuống nữa mới đau. Chị Trúc Nguyễn. Gửi bưu điện giá trị cao phải khai thuế, nếu không mất nó chỉ đền gấp 3 lần tiền gửi thôi chị Trúc Nguyễn. Nhưng mà chị biết không, thuế khó khai lắm. Ví dụ như mấy cái thực phẩm chức năng thì còn thai được. Chứ em hỏi mấy chị nha, ví dụ như những cái phong thủy này cho em nè. Có ai bán đâu mà nó sao khai được thuế. Ví dụ giống như em như cái mặt này nè, nó là hàng gọi là sao ta, hàng gọi là hàng không có vô giá rồi đó, thiệt á. Phong thủy nó khó nói lắm, mà em toàn báo phong thủy thôi. Nên nhiều khi á ship cái cước của nó cao hơn những shop bình thường nhiều lắm các chị. Rồi, like đang nói gì quên rồi. Mấy? Chắc không? Rồi, ngày mai kiểm tra mấy đơn bơm về đi. Coi có đơn nào có bông tai ốc không? Lấy ra bán đi, chứ giờ hết bông tai rồi. Bông tai giờ hết sạch rồi đó nha mọi người ơi. Không còn bông tai rồi. Nhiều người hỏi bông tai lắm. Để được, để em kiếm cái bông tai. Em hỏi rồi có bông tai nào dài dài hơn tí hơn bữa bông tai tròn. Nay em kiếm lại thêm bầu dục nữa. Để giống như có người người ta mang á, người ta kỹ á, thì không sao, có người mang ta bị rớt á, thì mình còn xây cua được. Bông tai là 3,5 triệu một đôi. Hai thương Minh Anh không hết, ai mà bơm chị Khang Trần. Rồi giờ em qua. Giờ có ai hỏi gì nữa em like tiếp nè mấy chị. Bây giờ em sẽ lên tiếp cho các chị
giờ ai còn coi giờ này. Alo 1234 cái coi. Nhà chị nào còn xem like không mà cho em một khách ai vậy? Còn coi like giờ này. Alo 1234 cái điểm danh cái đi mấy chị. Chị Thi Kim ơi, còn coi like em không? Chị Thi Kim còn coi live stream của em không? Còn thì chị ghi còn. Chị bị rốt mất bông tai rồi, hu hu. Chị Trần Thị Phương Thanh. Bởi vậy á, em mới cho các chị là thêm một cái đuôi nữa phía sau để mấy chị gài thêm lần nữa. 237 người đang xem không? Có chị Thi Kim Nguyên Trần. Vậy chị Thi Kim còn coi không ạ? À? Cho em xin một dấu chấm. Chị rồi. Không cần coi thì điện chỉ vô coi like đại đi. Đỡ đang hứng là tặng luôn nè. Nếu như em tặng cái mặt ốc này chắc không ai trách được đâu. Tại vì mặt ốc này là mặt em đang đeo luôn. Tại em thích mấy chị khách nhanh gọn lẹ nhẹ vía lắm. Hôm bữa chị Thi Kim á, chị mở hàng cho em cái cụ ốc lơ là em bị bơm lâu rồi. Cụ đó là ở nhà bà Hẹt luôn. Cụ đó em bán được đó là mắc á. Mà chị mở hàng cho em cái cụ ốc đó nha. Công chị nhận nha đó. Em rút là không biết có duyên không nữa. Nhưng mà chị mở hàng em cái cụ đó. Mặc dù em bán lỗ nha, nhưng mà em bán được lắm. Hôm sau là có khách sĩ đặt luôn á. Người cũng khách lẻ như mình à. Chị mới đặt thêm 30 hộp nội tiết nữa. Là chị mua về chị bán thử á. Hello chị Diễm Thi. Em chào người đẹp Diễm Thi. Chào mọi người. Em còn ai thì chị còn thức. Có dây không em chị Ngô Huỳnh? Dây bây giờ hả? Còn dây không? Dây kiện hết rồi. Thôi nhận đơn đại đi. Rồi ok. Chị Thi Kim bữa có live stream không? Cái mặt ốc này em bán là 16 triệu. Có ai đang coi live làm chứng cho em cái không? Tại vì nhiều khi cái live stream đó chị không có coi live. Mặt ốc này nó đẹp mà nó hiếm. 18 triệu giảm còn 18. Đúng rồi, cái mặt băm. Cái mặt này là cái mặt đủ màu. 18 triệu giảm còn là 16 triệu. Về được 8 mặt. Còn được đúng một mặt cuối cùng. Nếu em hữu duyên cho chị cái mặt này thì không ai trách được. Tại vì mặt của em đang đeo. Em muốn bán nhiều em bán, em nói thiệt. Không ai trách được hết. Tại vì em thấy hợp dí nên em mới bán tặng. Không có bớt. Mặt này là đó giờ không có bớt. Có ai coi like thấy được những live stream đó em bán cái mặt này 16 triệu và có mấy người chốt ở trên like không? Các chị nhớ không? Ai hay coi like thường xuyên đâu cho xin comment. Đúng rồi, nên không có tiền mua. Chị Trần Thị Phương Thanh, bông tai bật là khi bị rớt cảm ơn anh. Không, bông tai đó là bông tai chọc đuôi. Mà chắc chỉ mang sao bị rớt á. Em hay em cho thêm một cái đuôi xe cua rồi mà chị vẫn bị rớt. Đúng không? Phải hôm bữa là 18 triệu, giảm còn 16 triệu. Cái mặt ốc này nó đẹp lắm. Mà nó lạ thường lắm các chị. Nó nằm trên cái con ốc rất rất là đẹp luôn. Mà đặc biệt nữa nó là nguyên một tái sinh của một con ốc luôn đó mấy chị. Các chị biết làm thành cái mặt này nó đâu có dễ, nó đâu phải ghép đâu. Cái này là một con ốc thô. Nó là con ốc con. Chứ không phải là một cái hình tròn. Từ trên cái hình tròn á là người ta có thể lấy được. Còn cái này là một con ốc nhỏ. Mà nó hóa thạch nguyên một thành một thân luôn. Các chị nhìn nha, người ta không có ghép. Đây là một thân ốc hết. Nó mạnh như thế này. 16 triệu. Em không có bớt một đồng. Hôm bữa em bán 18 giảm còn 16. Rất là nhiều người thích. Hỏi em bớt tầm 15 triệu là lấy á. Mà em không bán là không bán. Đây. Nếu như mà hôm nay ai may mắn hữu duyên được mặt này, các chị ghi cho em cú pháp mặt ốc Minh Anh đeo. Dạ, lấy giúp em là mặt ốc Minh Anh đeo ạ. Em bán 16 triệu là em bớt rồi đó nha. Em giảm tặng nhân duyên đi, coi như nhân duyên đi. Tại vì nói thiệt á, ai mua em cũng không bớt đâu. Mà chị mua, chị lấy hôn em mới giao duyên. Em bán chị à 12 triệu đi. Thôi chơi luôn đi. Tặng luôn số lọc đi cho hơn nha. Bán chị Thi Kim 9.999.000. Lấy cái này là mặt ốc Minh Anh đeo ạ. 9.999.000 ạ. 9.999.000. Nó là một con ốc luôn. Nó là một con ốc nhỏ luôn. Mà nó xà cừ nguyên cái thân luôn. Nên nó mới hiếm.
Một lần em về chỉ có được 8 con ốc mà em bán hết rồi đó. Em còn một mặt nữa, em để cái này em đeo. Em hữu duyên cho ai, ai lấy ghi là ốc Minh Anh đeo. Dạ, lấy em có phải là mặt ốc chị Minh Anh đang đeo à? 999 nghìn, tròn 9.999 à? 9.999k. Đẹp dã man luôn, đẹp lắm đó chị. Mà nó sáng dã man luôn. Nhiều người kêu em bóp đi lấy 15 triệu đi lấy. Mà em ghét ai kêu bóp lắm thiệt. Tại vì riêng ốc đó giờ là em không có... em nói một giá này, em tặng một giá luôn. Đó giờ em không có nói hai ba lời về giá ốc. Ốc nó kiểu như trả giá nó không có hơn. Nên nhiều khi á, em bán tặng cho khách là em bán đúng một cái giá luôn á. Em bán, em tặng. Đó, ai mà có coi like cái live stream đó là sẽ nhớ nha. Chứ còn không coi like là không nhớ được đâu. Đó, nên ai coi like làm chứng giùm em. Có chị Trần Thị Phương Thanh chỉ coi like nhiều nên chỉ nhớ nè. Chị nói là đúng rồi nè, hôm bữa bán cái mặt này là 16 triệu sale nhưng mà không có tiền để mua. Hello chị Ngô Huỳnh, nó là bạc với lên với vàng trắng. Bạc lên với vàng trắng. Nên cái này mang bờ nó không ngứa không gì hết. Bạc với vàng trắng. Đẹp lắm các chị, nó là một con ốc con luôn mà nó hóa thạch xà cừ nguyên cả con luôn. Đó, cái này mà con lớn mà để chân nữa, cái chị mua em nó thì xương xương nha, phải sóc mấy bảy mấy triệu, mắc lắm. Dây bao nhiêu bé đẹp chị Ngô Huỳnh? 399 ngàn, hôm bữa sale còn 299. Đang suy nghĩ coi bây giờ dây này còn không đã. Không biết ở trên lầu còn để ở đâu không. Dây này em biết nữa, thôi bán đại đi nha, mai lên lầu kiếm đi. Trên lầu không biết có nhân để ở đâu không nữa. Ở trên lầu cũng còn một bao bạc á. Ai lấy cái dây này ghi là dây kiền em đang đeo nha. Em sale 250 sợi. Dạ, lấy giúp em là dây truyền kiền à, 250 một sợi ạ. À. Bán đại nha, giờ không nhớ nha, có điện nha, không thôi. 250. Để mai kiểm đã, tại vì dây này hết rồi. Thì em nhớ em còn một cái bao bạc ở trên lầu nữa, thì để ngày mai em coi trong cái bao đó còn không. Dây này nhiều người hỏi lắm, mà dây này bán được lắm. Dây này mang nó sáng hoài luôn. À, ai lấy ghi là dây truyền kiền. Dạ, lấy em cứ bán là dây truyền kiền à, 250. Rồi, giờ. Em qua nha. Máu này mắc lắm. Thiệt, không thể nào mà giảm dạ, được nữa luôn. Cho chị Ngô Huỳnh một dây chuyền kiền ạ. Rồi, em đeo cái mặt này lại nha. Để em tháo cái mặt táo ra, thì cái mặt táo này là của khách. Dạ, em cho chị Thi Kim Nguyễn Trần một ốc Minh Anh đeo ạ. Ok, em tặng ơ chế. Nếu như mà, em nói thiệt mà, nếu em bán cụ khác, khách làm liền. Tại vì có, trong live này có hai chị đang coi live thịnh với giá 16 triệu. Em nó xạo mất lọc, đang coi like của em luôn. Nên em phải đánh đổi em lấy cái mặt của em đang đeo để em tặng cho chị thì người ta không trách được em. Em nói thiệt ba. Mấy chị nó kêu bóp mà chị mà nó không bóp luôn. Mấy chị nghe như ghi em nói không? Bữa kêu bóp mà không bóp luôn. Nứt đúng giá à. Các chị thấy coi like mấy lần rồi đó. Các kêu like tặng này bác này không bác không bác à. Ok em tặng chị Thi Kim mặt này. Dạ có đơn ạ. Đúng mặt em đang đeo nha. Em lao chị. Chết rồi. Chết rồi, nay cho lọc rồi. Không biết mai có bị mất lọc. Em đeo ốc em thấy hôn lắm. Bởi vì nhiều người cứ đòi lấy mặt ốc của em đang đeo hoài luôn. Ok em tặng chị Thi Kim mặt này. Sáng đi đêm 30. Đẹp nhờ. Ok. Chị Ngô Huỳnh em đọc rồi nha chị Ngô Huỳnh ơi. Có gì bỏ vô cái hộp đi. Chứ bà để bên ngoài là nhiều khi là quên luôn con ốc của tôi là bà chết với tôi đó rồi Dương. Yeah. Mấy hôm nay là mọi người làm cho tôi chán dán mặt mày lắm hả? Yeah. Thôi mượn trái táo này đeo một xíu đi, lát nhớ nhắc háo ra nhà này cũng khắp. Nhà đâu còn quả táo nào đâu. Hiệp Phan, mai Minh Anh có lọc mới nữa chị Hiệp Phan. Không mà công nhận để ý nha. Kiểu như mình tự nhiên mình vui mình bán được mấy chị, mà mình không vui mình bán không được. Em là cũng gọi là sao ta, không biết nữa. Cái người coi like của em cũng vậy, em mà quạo quạo em khó chịu, mấy chị coi like mấy chị không thích đúng không, nhưng mà em vui vẻ các chị coi like các chị thích. Mà em mà bực bực, em mà cấu gắt hay là em khó chịu, em có em mà live stream mấy chị không có thích đâu. Cái mặt ốc đó là 16 triệu, còn mặt em đang đeo là mặt ốc quả táo, đẹp lắm, mua. Ai mà đợt sau mua cái mặt ốc quả táo này em sẽ về em bán mặt này là 3 triệu nha. Đẹp lắm, quả táo 3 triệu rưỡi chứ. 3 triệu rưỡi trái tim rẻ hơn.
Trái tim là 2.999.000. Rồi bây giờ em qua nè mọi người ơi. Em lên để coi ai còn coi like giờ này nha. Kiếm gì tặng cho các chị lấy hơn đi. Ai coi like các chị chia sẻ like nha. Dạ mấy chị yêu còn coi like mà cho em xin một dấu chấm gì ạ? Thề luôn nha. Ai đang còn coi like này chấm hết lên trên livestream này cho em. Em cho các chị cái lọc này. Cái lọc này là em đi sơn rồi đó. Em sơn ở chùa đó. Cái viên di này em đang bán giá rất là cao. Mà em làm cái livestream này em tặng cho ai còn đang còn coi livestream của em giờ phút này. Chấm hết lên trên live này. Hôm nay ai thỉnh cái này có lọc. Một cái viên di em bán rẻ nhất, ít nhất các chị coi like cũng phải từ 999.000. Rẻ rẻ cũng 689k. Đúng không? Em sẽ hỗ trợ cho các chị trong livestream ngày hôm nay đẹp giả mà. Hello chị Nga, em chào chị Nga, em chào chị Ngọc, em chào chị Lê Ngọc Dầu. Theo lời hứa thì hôm bữa cái live buổi trưa em nói là em sẽ làm cái dây này, em lên em like cho khách coi. Dây này là bao gồm một viên di. Dây này là bao gồm một viên di. Có ngọc thủy tạo đẹp lắm luôn á, đẹp chưa mà các chị nhìn Di nha, Di đẹp luôn á. Đây các chị, đây là cái phong hóa của nó nè, đẹp dã man luôn, và đặc biệt nữa lên với ngọc thủy tạo. Còn xem ai cũng đeo được hết, năm mệnh đeo được nha. Cái này là cái vảy rồng của trên cụ Di nè. Cụ Di này là như ý lục độ mẫu. Cụ Di là cụ Di nanh hổ. Đưa dùm cái bao Di đi Di. Bao Di bữa mới sơn đó nha. Đây, đeo lên. Chào chị Tú Phụng. Em sẽ hỗ trợ hết những người đang coi like. Hôm nay chị nào còn coi like thích em tặng vòng này bao nhiêu tiền, các chị comment. Nhưng nhớ dùm em. Không chơi 2 số nha, chơi 3 số. Comment lên trên like này. Không chơi 2 số nha. Tuột máu đó, chơi 3 số. Ai thích tặng một cái vòng Di này bao nhiêu tiền, các chị comment đầu tháng này. Đầu tháng này chưa có tặng Di. Quyết tâm mỗi tháng tặng Di 1 lần cho các chị lấy hơn. Ai thích các chị ghi giùm em nha. Các chị thích em tặng bao nhiêu, các chị comment lên em lượng con số em tặng cho các chị. Còn những ai đang coi like, mấy chị thích tặng giá bao nhiêu rồi cho em xin giá thì Di Banh ra lọc cho mình luôn ạ. Mà em tặng các chị á, em sẽ lựa cái viên Di các chị thích luôn nha. Dạ mấy chị ơi, em giúp em giá đi ạ. Để Di Banh ra ở trong đây mình. Em có một mắt thiên sơn, một mắt nhìn đời đó các chị. Nhìn đời bằng nửa con mắt. Một mắt thiên sơn giúp dũng trí và đặc biệt tự tin hơn trong những công việc mấy chị muốn xếp đặt các chị làm. Trong đây các chị nhìn nha, có những viên rất là sâu tuổi. Trời ơi, viên này nắc cực kỳ luôn. Đây là viên Bảo Bình này các chị. Bảo Bình đây các chị. Viên này là cụ Bảo Bình. Đây là nanh hổ được lên thân bạch ngọc. Rất là nhiều cụ. Em có cụ này là cụ thiên địa. Làm ăn kinh doanh. Ok không? Làm ăn kinh doanh đeo thiên địa. Thiên địa nha. Và em có một cụ đẹp lắm các chị ơi, thần tài. Thề luôn, hôm nay em mà tặng các chị là các chị ơi vô mánh đó các chị. Dạ, chị Thiên Kim Nguyễn Trần đó là mua ốc hết tiền xin Di tặng nè. Ok luôn, mua ốc hết tiền xin Di tặng nè. Ai coi like chia sẻ like cho em nha. Ok nha, lát lựa viên Di lấy lọc cho chị Thi Kim luôn. Đẹp lắm các chị. Đây, thân đẹp dã man mà các chị biết rồi. Di thiên nhiên thì hai cái lỗ nó không có đều. Di thiên nhiên thì hai cái lỗ nó không có đều. Ok chưa? Chị Liên Trần hì hì, chị thích số 299. Còn ai thích con số nào khác không? La này dễ dãi lắm. Không có la khách đâu, khách cứ comment đi. Trời, chị bỏ Di Thị nó 199 hả? Rồi, còn ai thích con số nào nữa không? Lên hết đi. Dạ mấy chị yêu thích giá bao nhiêu rồi cho em xin giá để chị mình đang ra lọc cho mình. Đã nói là tặng lấy lộc lấy duyên mà đúng không? Comment hết lên. Khách được quyền, đã kêu khách comment là khách cứ comment, khách được quyền comment. Dạ, chị Nguyễn Thị Thúy Nga hỏi có Di móc câu không em? Từ từ để em coi có Di móc câu không? À có quý nhân nữa. Có quý nhân.
có quý nhân nha, có quý nhân nha, đẹp luôn, xịn sò luôn, có một quý nhân. Từ mình hỗ trợ cho khách mà, con số nào được lên nhiều nhất thì lên con số đó, vậy đi cho nó dễ. Lục độ mẫu, lục độ mẫu, không có chữ S rồi, không có móc câu rồi. Dạ chị Trần Phương Thanh 168 ạ. Chị Trần Thị Phương Thanh 168. Chị Hoàng Kim 199 ạ. Chị Võ Như Thủy 199k. Thôi bây giờ hỏi hoài mệt quá nè, chơi luôn. Trong ba con số 168, 199 với 299 thì có hai chị comment con số 199k. Chơi luôn. Hôm nay em anh nói em anh thả ga các chị, đầu tháng giờ là bận bịu quá chưa có tặng gì. Số hoàn toàn một. Ai coi like các chị chia sẻ đã nói rồi, không lên hai số. Bà nào lên hai số là đi ngủ đi nha. Kêu lên ba rồi mà cứ lên hai hoài và chết mô hình này nữa. Em tặng các chị 199k. Các chị lên cho em cú pháp Di Lộc 199. Dạ lấy giúp em cú pháp là Di Lộc 199k. Nghe nè, nghe nè, nghe cái hỏa hồn nha. Không phải tặng một viên Di mà tặng cả vòng và Di. Vòng đang đeo là Ngọc Thủy Tảo. Ai đang còn coi live giờ live stream này, các chị comment và các chị ghi đúng cú pháp bao nhiêu tiền ạ? Dạ lấy em cú pháp là Di Lộc 199k tặng. Ok chưa? Nhớ nha, đang điên đang cùng thì nhớ comment lẹ lẹ nha. Ngắt cái like này là không có tặng gì hết đâu. Ai đang coi like chia sẻ, mấy chị đi đâu mua được chỗ nào một viên Di này và một cái vòng này với giá 199.000 lại đây, chặt đầu em liền. Dạ, lấy em cũng phải là Di Lộc 199k là... Ai mua được cụ Di này và một dây ngọc thủy tảo 199.000 đem lại đây. Ok chưa? Em nói các chị, em khẳng định các chị một câu luôn. Ai coi like các chị chia sẻ like. Từ từ để em quay qua các chị nè. Trời ơi đẹp quá mang con ngang. Trời ơi ai coi live stream chia sẻ like nha. Bây giờ nè, ai thích Di Lộc, các chị thích Di nào thì các chị comment giùm em cái tên của cái Di đó. Em có thần tài, có như ý lục độ mẫu, có quý nhân, có bảo bình, có tùm lum tà la, có thiên địa, rồi có nanh hộ, có tùm lum tà la hết. Em tặng các chị trong live stream ngày hôm nay. Dạ lấy em có phải là Di Lộc 199k tặng luôn cho mình cái vòng luôn ạ. À. Được chọn Di. Được chưa? Like này là đã đang vui rồi cho chọn luôn. Ok chưa? Không có may rùa. Hiện tại có thần tài, có bảo bình, có nanh hổ, có thiên địa, có quý nhân, có lục độ mẫu. Lục độ mẫu là Quan Thế Âm Bồ Tát. Ok chưa các chị? Nhớ nha, khách nào khách mới để lại số điện thoại thì mới tặng được. Cái này là đang tặng kèm luôn cả cái sợi ngọc thủy tảo này. Ok chưa? Dạ, lấy em cứu pháp nào. Các chị được quyền lựa chọn Di mình muốn. Ghi lại đi, có Di này nè, một mắt thiên sơn. Một mắt thiên sơn ạ. À. Có Di Bảo Bình. Dạ, Bảo Bình ạ. À. Thần Tài. Dạ, có. Nanh Hổ. Nanh Hổ là chống thị phi nè. Nhưng mà cho mấy chị lựa mà cũng hên xui nha. Giờ ai comment trước thì có trước đi. Tại vì có những viên Di, ví dụ còn có hai cụ thì cũng chịu, ba cụ thì cũng chịu nè. Thiên địa, bảo bình, quý nhân, lục độ mẫu. Ghi chưa? Quý nhân, lục độ mẫu. Mấy loại Di vậy? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6. Thần tài, một mắt thiên sơn, bảo bình, nanh hổ, quý nhân, thiên địa, lục độ mẫu. Thôi nhiều quá không nhớ nữa. Thôi giờ ai lấy gì lấy đi nha. Rồi đọc tên đi. Cứ ghi là Di, cứ ghi giùm em cú pháp Di Lộc. Di Lộc kèm theo cho em số điện thoại. Còn các chị muốn lấy gì ngày mai nhân viên em điện cho mấy chị vậy đi ha. Dạ. Rồi ngày mai khách lấy gì nhớ nốt vô cuốn sổ. Kèm xăng tay mét tay cho khách, làm tặng cho khách. À em quên em nói lại nữa, cái dây ngọc thủy tảo này em gần hết rồi, em làm được hình như 20 sợi thôi. Ok chưa? Ai coi like chia sẻ like. Đây là nanh hổ, đây là nanh hổ, còn đây là lục độ mẫu, còn đây là quý nhân có hình thân người, còn đây là thần tài là hình ông thần tài, còn đây là một tròn và một vuông là thiên địa, một đất và một trời, còn đây là cái bảo bình giữ đựng được sức khỏe và tiền tài ở trong đây, còn đây là một cái nút tròn và một cái hình gọi là hình tam giác, có nghĩa là thiên, cái này là một mắt thiên sơn,
một mắt thiên sơn là một mắt núi đó các chị. Rồi, còn đây là ông thần tài. Các chị nghe em nói hết rồi đúng không? Trời ơi đẹp quá luôn, có những cụ di đẹp giả mang con ngang. Các chị nhìn nè, ông thần tài này lên được phong hóa đẹp lắm luôn. Lên kiếm được những cụ di này rất là hiếm. Em gieo duyên các chị, cái chị đeo đầu tháng tặng các chị lấy lọc. Ok chưa? Giờ em đọc tên nha. Đợi em xíu nha mọi người ơi. Ai coi live stream các chị chia sẻ like giùm em. Rồi em đọc nè. Chấm bài chia sẻ like giùm em nè. Chị từ từ đọc nha, từ trên xuống dưới nha. Thảo Nguyễn một di lộc cho Thảo Nguyễn. Dạ có đơn ạ. À. Thảo Nguyễn một di lộc. Ti Ti một di lộc. Dạ có đơn ạ. À. Chị Nguyễn Hải Cương một di lộc Bảo Bình. Dạ có đơn ạ. À. Chị Võ Như Thủy một di lộc. Dạ có đơn ạ. À. Chị Kim Phương Hứa một di lộc. Dạ có đơn ạ. À. Chị Thúy Nga một di lộc. Dạ có đơn ạ. À. Chị Liên Trần một. Dạ có đơn ạ. À. Chị Lê Ngọc Dầu một. Dạ có đơn ạ. À. Chị Thi Kim Nguyên Trần 1. Dạ có đơn ạ. À. Chị Ngô Huỳnh 1. Dạ có đơn ạ. À. Cả sợi và cả viên di luôn, Ngô Huỳnh 1. Rồi tiếp. Chị Tú Huệ 1. Dạ có đơn ạ. À. Chị Khang Trần 1. Dạ có đơn ạ. À. Chị Vương Kiều là 1. Dạ có đơn ạ. À. Tú Phụng 1. Dạ có đơn ạ. À. Chị Lan Đinh 1. Dạ có đơn ạ. À. Diễm Thi 1. Dạ có đơn ạ. À. Vương Kiều đọc chưa? Dạ Vương Kiều. Dạ chưa? Đã đọc rồi. À, Lê Ngọc Dầu đọc chưa? Dạ rồi luôn ạ. Hoàng Kim chưa đúng không? Dạ. Hoàng Kim 1. Dạ có đơn ạ. Nguyễn Nhung 1. Dạ có đơn ạ. Chị Thanh Nguyên là 1. Dạ có đơn ạ. Ngô Huỳnh đọc rồi đúng không? Dạ. Ngô Huỳnh đọc rồi. Ai đang coi like các chị chia sẻ like. Bao nhiêu tiền quên rồi? Dạ với lọc là 199k ạ. À. Tặng cho mình luôn một cái vòng luôn ạ. À. Cho mấy chị lựa chọn là sướng nhất các chị rồi đó. Dạ. Thiệt luôn, hôm nay là em quá hoan hỷ luôn nha, em tặng cả vòng và cả viên di luôn nha. Mà không phải tặng si rẻ tiền đâu, các chị nhìn viên di là các chị biết rồi. Các chị nhìn viên di là các chị biết rồi. Đây, đó, phong hóa của nó nè. Và em mix với lại Ngọc Thủy Tảo. Ngọc Thủy Tảo này thì nó dành cho năm mệnh, các chị đều mang được luôn, kim, thủy, mộc, hỏa, thổ luôn. Rất là dễ mang và rất là đẹp nha. Ok chưa mọi người? Em chị Thảo Vi một di lộc thần tài ạ. À. Chị Thảo Vi một nè. Dạ chị sữa chua su su một ạ. Ok chị sữa chua su su một nè. Ok mấy chế. Rồi. Coi coi đủ không? Nhiều người rồi, tại vì cái dây ngọc thủy tảo chắc được 20 người à. Tại vì dây này là em hốt rồi, em còn nhiêu đây ạ? À? Buổi trưa em hứa để em làm cho khách đó. Từ coi. 2 nè, 4 nè, 6 nè, 8 nè, 10 nè, 12 nè, 14 nè, 16, 18 nè, 20 nè, 21, 20 nè, 22, 24, làm được 24 chiếc. Sorry nhầm. Làm được 24 chiếc. Ok chị Võ Như Thủy. Em chỉ nè. Chị nào mà muốn, chị nào em chỉ nè. Duy rất là dễ mang, mấy chị có thể mang một cùng một tay mà các chị có thể mang nhiều cụ duy khác nhau. Nó mang nhiều năng lượng từ trường ở một cái cụ di. Di nó giúp cho năng lượng tần số của mấy chị được gia tăng hơn. Giống như các chị có học về tần số năng lượng không? Ờ quên sorry nhầm. Sao các chị biết được? Tại vì em báo phong thủy nên em cũng tìm hiểu. Mỗi con người mình đều có một cái tần số khác nhau. Đó là năng lượng. Con người mình được tạo ra từ năng lượng. Và đặc biệt tần số ở trong bữa ăn hoặc là ly nước. Ok, em thấy chị Khang Trần rồi. Em có đọc tên chị Khang Trần. Em thấy chị Khang Trần, em lấy di lục độ mẫu cho chị ha. Thì cái chị ăn một dĩa cơm nhiều thịt, tần số của mấy chị sẽ thấp hơn là cái chị ăn một dĩa cơm thật là nhiều rau. Cái tần số nó quan trọng và nó ảnh hưởng tới năng lượng của mình. Và đặc biệt là cái sắc thái và cái cảm xúc. À, tại sao người ta nói những người hay dùng đồ ngọt thì tính hay nóng? Là tại vì tần số ở một cái bánh ngọt nó sẽ nhiều hơn khi các chị ăn, tần số của các chị ăn mặn sẽ thấp hơn tần số của những người ăn chay. Nên các chị cảm thấy những người ăn chay thì tâm của người ta rất là hiền dịu, và cái mặt của người ta và con mắt của người ta nhìn cũng rất là hiền. Thì nó quan trọng ở cái tần số và cái năng lượng. Thì các chị mang di cũng vậy.
Các chị mang nhiều loại di, các chị thay đổi, mang nhiều tần số khác nhau, mang năng lượng. Một tay mình có thể mang 3, 4, 5 cụ di khác nhau được, mang theo nhiều năng lượng. Thật ra di bây giờ nó phổ biến hơn hồi trước rất là nhiều. Hồi trước nó chưa thịnh hành thì người ta hay kiếm những dòng gọi là ôn di, là những dòng di thật là cũ. Ôn di là di lâu năm. Nhưng bây giờ ở bên Tây Tạng người ta ra những loại di gọi là new di, dòng của nó bình dân. Em bán có những vòng rất đắt tiền là di, mắc tiền là ôn di, nhưng có những vòng nó là new di. Cái dòng của nó là new di nhưng dòng của nó là Thiên Châu Tai Bét hết. Thì các chị mang, nhưng có những viên nha, cái vạch của nó và cái chu sa của nó lên rất đẹp. Và cái giá trị mang ở con người của mình, các chị mang phong thủy nằm ở các chị nữa. Tâm mấy chị đốt tốt nha, cái năng lượng nó kích hoạt lên cái viên di nó sẽ tốt hơn nữa. Các chị không cảm thấy vui vẻ, các chị mang viên di, các chị có cầu nguyện nó cũng khó, thiệt luôn. Di là các chị mang cái năng lượng, các chị cũng tác động con người ở phong thủy và phong thủy cũng tác động tới con người. Nên khi các chị muốn tốt, quan trọng cũng một phần là ở cái tâm của mình nữa. Nên cũng không thể nào mà kêu em ơi giờ chị mang viên di của em về, hy vọng chị có thật là nhiều tiền, thì cũng khó đúng không các chị? Bây giờ các chị có mang một chùm di từ đây tới tới cái cụ chỏ đi, mà các chị không có chịu làm, các chị không siêng năng thì cũng vậy. Em nói thiệt, có những ngày em lười, em nói thiệt mấy chị, em không có doanh số mà tôi nói em đau đầu luôn á. Em đau đầu hơn là em quay qua em thấy nhân viên không có việc làm, tuyển nó vô trả tiền lương cho nó mà không có gì cho nó làm. Thiệt sự mấy chị em rất là chết. Nên nhiều khi có những lúc em rất là mệt luôn, em áp lực cực kỳ luôn, không có hàng về để bán, không có cái gì để bán hết, nhưng cũng phải lên like. Thiệt sự luôn, em muốn nói cái chị nhiều khi em cũng khổ lắm, nhưng mà em cũng ráng. Nên mấy chị cũng vậy, tần số và năng lượng là ở con người của mình nữa, tác động lên cái phong thủy luôn, chứ không phải là đeo phong thủy là sẽ may mắn. Nên đó là lý do tại sao có những người mang rất là hên, có những người mang người ta chưa có linh ứng được. Các chị mang, các chị trải nghiệm. Di thật sự rất là hay. Nếu mà các chị tìm hiểu và sau này các chị mang từ từ, em bảo đảm các chị sẽ rất là thích luôn. Tại vì em thấy em mang di rất là hên. Các chị thấy không? Em mang cái dòng rất là cũ kỹ từ đời xa xưa rồi. Thiệt, viên di này rất là xấu luôn á, không có đẹp luôn á. Mà em mang nó, em hên, nó mang tới giờ thì không dám tháo. Đấy, em rất là tâm linh luôn. Và tại vì em hay bôi kem body nữa, nhiều khi nó cũng tác động tới viên di, nó dính tính chất hóa học vào rồi, nó ảnh hưởng cái cụ di rất là nhiều. Nhưng mà em nghĩ nó vẫn có năng lượng rất là tốt. Em mang vẫn thấy hơn nên em vẫn mang. Thật sự luôn. Là các chị mang di á, mà ngay cổ tay thì hạn chế các chị ơi. Các chị phải xịt nước hoa trước đó, xong các chị tán ra, cho nó bay đi cái hương của nó đã, rồi các chị hãy đeo cái vòng di vào. Tại vì hóa chất nó cũng gây ảnh hưởng tới mã não, di được làm từ mã não. Nên các chị nhớ giùm em, mang kỹ kỹ xíu. Xịt nước hoa thì đừng có để nó tác động vào cái viên di ha các chị ha. Còn em thì em nói thiệt, em tắm em vẫn đeo. Thì sự luôn mà, em tắm em vẫn đeo. Nhiều người nói mang vào di thì hạn chế đi tắm, phải tháo ra. Nhưng mà đó là ở cái tần số khác rồi, các chị ngâm trong hồ bơi hoặc là các chị ngâm trong gì á. Chứ còn em nghĩ các chị nếu mà tắm bình thường thì các chị cũng mang được, không ảnh hưởng mấy đâu. Em thấy em mang bình thường à. Đó. Ai thích sao thì làm nha mọi người. Miễn sao các chị giữ kỹ là được rồi. Yeah. Còn nếu như mà di các chị đang mang bị bể thì các chị bỏ luôn, đừng giữ lại. Thiệt sự nhiều khi viên di của em bị bể mà nhiều người xin á, thì em cho thôi chứ em không nói gì hết. Nhưng mà thật sự cái nào bể đi rồi là vứt luôn, không có hên. Thiệt, của đi thay người đó các chị. Nên cái gì mà bỏ rồi đừng có tiếc, bể rồi đừng có tiếc. Củ ốc bể rồi bỏ luôn, thịnh củ mới về cho em. Di bể rồi mua củ di mới, đừng có tiếc. Nhiều nguồn giấy băng keo lại nữa, các chị ơi, còn từ trường nữa đâu. Thiệt mà, nó hàng thiên nhiên nó mới có lọc, đúng không các chị? Đây, đẹp chưa? Ok chưa? Để cho các chị ngắm nha. Em tặng là em tặng cả vòng nha, ngọc thủy tạo. Bên trong có những cái tạo, những cái rêu như thế này nè. Cả vòng như thế này luôn là 199k. Em giao duyên đúng là chiêu ngày hôm nay. Dạ, em chúc chị Nguyễn Hải Cương thêm một vòng di nữa ạ. Ok chị Hải Cương, một vòng di cho chị Hải Cương. Dạ, em chúc chị Hiệp Phan một di lọc nanh hổ ạ. Ok, nè, đó, chị mấy chị. Đây, các chị có thể mang một lúc hai cái vòng di được luôn, ba vòng di đều được luôn.
đó, mang nó gia tăng về năng lượng. Thật ra các chị mang hai chuỗi này là em thấy thiệt rất là cân xứng luôn á. Tại cái viên này nó tầm 6 ly thôi, nhưng mà nó nhỏ, nhưng mà nó sẽ tạo được cái điểm nhấn ở cái cụ di này. Mà không, em thấy lên là đẹp luôn, ai mang hai vòng cũng đẹp luôn. Thì quá rẻ cho một cuộc tình. Cái gì bể là bỏ đi là tốt nhất luôn, chứ xác gì Hiệp Phan. Đây, ngọc này em làm cho các chị nè. Đó. Rồi em qua nha. À, bây giờ em... tặng chị vòng đó nha, lục độ mẫu, chị Thúy Nga. Ok chị Nga. Ok chị Nga. Hồi nãy chị Nga tặng, kêu tặng gì là em tặng đó mà. Em làm đúng đó mà, còn này hàng mẫu. Ý là chị muốn lấy cái vòng bên em đeo. Ha, à, chị muốn lấy cái vòng em đang đeo hả? Ok, nhưng mà bà nhớ note lại nha, không ơi nhân viên nó lại lầm nữa. Nhân viên nhà em mà ngày nào nó cũng đánh lộn với nhau, rất em rầu luôn á chị. Con một con thì chốt đơn, một con thì đóng hàng, hai con đó lộn hoài. Cứ đứa chốt đơn rồi chốt đúng mà đóng hàng sai, nên là khách cứ kiếm người chốt đơn khách chửi thì cũng khổ cho người chốt đơn. Mà cũng tào lao tùm lum, nó thôi nhức đầu lắm các chị ơi. Ok vậy em để chị Nga dòng này rồi. Ok đẹp lắm, đeo đi. Nay em hoan hỷ các chị nha. Rồi em qua nè, em có làm thử cái dòng lục độ mẫu, em làm lên cái dây ngọc phỉ thúy này cũng xinh lắm nè mấy chị. Đó, làm lên dây này cũng đẹp luôn. Đây thì mang trong rồi đó, có lục độ mẫu này luôn nè, lục độ mẫu nè, siêu đẹp luôn. Này là thân nó già quá rồi luôn á, gì ôn gì. Từ để đọc comment coi chị Kim Phương hứa chị ghi gì nè. Minh Anh ơi, chị cho em hay tin vui nha. Chị mua vòng có cổ kết với Di bạn chị cho chị, nay vô mánh được 20 triệu. Thấy à, bạn chị Kim Phương hứa, chị ý của chị là chị mua cụ Di của em giùm cho bạn chị, nay bạn chị vô mánh trúng mánh được 20 triệu, nên chị thay mặt bạn chị cảm ơn em. Ok chị Kim Phương hứa chụp lại cái này nha. Trời ơi vui quá mấy chị ơi, ngày nào cũng có người có lọc lên like cảm ơn em là em vui lắm luôn á, thiệt sự luôn á. Em bán mấy chị mà mấy chị có lọc mấy chị vui là em vui lắm luôn á, thiệt sự luôn á. Các chị ơi, không có cái gì bằng lời đồn tin xa hết mấy chị, thiệt. Mấy chị mà giới thiệu cho em nhiều người coi like, người ta biết hơn, người ta sẽ giới thiệu thêm nhiều người coi like. Các chị giới thiệu giùm em nha mọi người. Dạ vâng, của chị Minh Anh đang đeo. Chú bán. Dòng em đang đeo là chưa có bán. Cái dòng chị Minh cầm là 199 đó chị yêu. Cái dòng em cầm nè, dòng em vừa cầm là dòng này nè, là 199 ngàn em tặng trong livestream này. Ngắt la quá tặng nha. Còn dòng này là dòng vừa đeo lên, phỉ thúy lục độ mẫu thì chưa có like. Đây, đòi qua. Chứ đợi em tới xíu đi. Đợi em xíu đi. Ngày mai em rảnh em làm cái dòng di lên cho mấy chị. Ngày mai em làm cái dòng full di lên cho mấy chị đeo, đẹp cuộc đời mấy chị luôn. Đợi em tí nha. Đợi em tí mấy tình yêu ơi. Ai mà nãy giờ không coi cái livestream này đừng có tiếc lắm luôn. Khách nói trời ơi bé anh ơi, ủa cái livestream cũ đâu mất tiêu rồi, em xóa rồi còn đâu ra mà coi nữa. Nay là nào mà em tặng điên quá là em xóa. Mắc công ta vô ta chốt tùm lum tè le chết em luôn. Đợi em tí cái này nha mọi người. Em có một cụ di rất là đẹp. Nhưng cụ di này các chị ơi nhìn cái lớp chu sa của nó nha, nó khác hoàn toàn luôn đó. Nó đẹp lắm. Cụ di này bị bom lâu rồi. Em sẽ tặng khách cụ di bom này. Hôm bữa em bán 999 ngàn. Nhưng các chị nhìn cụ di này đi, nó đẹp mỹ mãn luôn. Đẹp lắm. Đây. Các chị thấy chu sa nó mọc không? Đẹp lắm. Đây các chị thấy chu sa nó mọc không? Thân của nó lên được bạch ngọc luôn rồi nè.
Đúng rồi, like nào mà like mà thấy 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 like tặng nhiều quá đó chị Huệ Phan. Like nào mà tặng ten bét luôn á, là tặng tào lao luôn á, là xóa liền. Ấy nên em mới nói mấy chị mua là mua trên like giùm em, ngắt like không có coi lại được đâu. Đây. Đây, đây là cái viên bạch ngọc nè, viên này bị bơm hôm bữa giao duyên lâu mà 999k. Ai thỉnh cụ Di này các chị comment cho em cú pháp nha. Mã cho em là mã bơm 1 đi. Dạ, lấy em cú pháp là bơm 1 ạ. Ai lấy mã bơm 1 em tặng khách 499.000 đồng. Dạ, lấy em cú pháp là bơm 1 499.000 đồng ạ. Em tặng có gì lục lọc không nhờ, pin này bị bơm nha, 499 chơi luôn. Em tặng một chị may mắn một bộ thẩm mỹ chuyên sâu 4 triệu một bộ. Dạ, lấy em là bơm 1 và 499 tặng cho một bộ con. Ai lấy ủng hộ viên này nha, bị bom viên này hồi trưa hồi xưa bán 999, sale viên này là 499.000. Ai ủng hộ viên này tặng cho một bộ này, bao gồm là một chai Etensil 28 ngày và có một chai kem mắt retinol đẳng cấp là nằm ở đây nè các chị ơi. Xài bộ này đẹp dã man, bộ 28 đây, có cho khách coi like rồi đó. Bộ này em đang cầm trên tay là gần 4 triệu một bộ, ok không? Ai lấy các chị comment cho em là bơm máy. Dạ, lấy em có phải là bơm 1 ạ. Bơm 1 nha, di bơm hơn lắm các chị. Dạ, bơm 1 em cho chị Kim Phương Hứa ạ. Ok, nhớ nha, tặng cho chị Kim Phương Hứa bộ tế bào gốc cao cấp đó. Tế bào gốc collagen. Bộ đó là dùng trong 28 ngày. Bộ này là bao gồm một chai tinh chất và một chai kem mắt retinol. Là chị có được hai sản phẩm luôn. Cái tiếp nhỏ nhỏ này là kem mắt retinol, còn chai này là chai tinh chất dưỡng da. Xài cái chai này là thay thế được serum nè. Xài 28 ngày thay thế được toner luôn. Này Minh Anh có mặc dây chuyền đẹp nè chị Huệ Phạm. Mặc cái màu trái táo em like nãy giờ á chị Huệ. Mặc trái táo nãy giờ em like. Bạn chị làm ăn thất bại mấy năm nay rồi. Từ ngày đeo vòng có si của em hơn quá chừng luôn. Cảm ơn chị Kim Phương Hứa. Thank you người đẹp. Giờ này chị Kim Phương Hứa này hình như cũng ở bên nước ngoài nhờ. Phải không? Dạ đúng. Chị Kim Phương Hứa này ở bên nước ngoài hả? Chị bên Mỹ hả? Hay chị ở đâu vậy? Em nhớ như chị cũng ở bên nước ngoài á. Đợi em tí, em còn cái gì nữa không? Hôm bữa có cái cụ thần tài nào bị bom đó. Đợi xíu mà. Ủa cái này đâu ra vậy bà Duyên? Dòng này ba mắt mà, dòng này em bữa like trên like mà. Ba mắt huyết nè. Ai bơm nhờ? Ôi đẹp quá à. Ba mắt quý. À đây 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 đây. Thần tài xuất hiện. Đây có một cụ thần tài bị bom. Em lên tặng cụ này luôn. Đẹp lắm luôn. Cụ này là có bớt được nha. Rồi. Chị vái ngày nào về Việt Nam rồi chị sẽ đến thăm em nha. Dạ cảm ơn chị. Hy vọng chị vẫn nhấn tới, nhớ tới em là em rất là vui luôn. Dạ đây. Đây là cụ Di thần tài. Cụ Di này là dòng sang CLG thuộc dạng là nhóm C-Voy, mà C-Voy này là dòng voi sạch. Tinh chất của nó rất là đẹp và đặc biệt nữa cụ này là thân rất là trong. Cụ này đẹp dã man, cụ này bị bom thiệt á, thề luôn á. Ai mà thỉnh cụ này là hên hơi bị hôn luôn. Nó giống như cụ Di mà em đang đeo đó các chị. Nó giống như cái cụ Di mà em đang đeo á. Cái cụ Di mà bữa em sâu với cái vô vòng hộ phách bánh xe em đeo. Cụ này chị nào thỉnh các chị comment giùm em là Di gì ạ? Dạ, lấy em cú pháp. Bơm 2. Ai lấy bơm 2 nha. Em gieo duyên tặng các chị luôn trên like. Duyên này không sale được. Bữa tặng 999 rồi đúng không? Dạ. Ai lấy bơm 2 tặng 689 ngàn. Dạ, lấy em cú pháp là bơm. 689k. Em tặng cho các chị cái gì được nhờ? Một set tế bào gốc luôn, chơi luôn. Dạ, lấy em là bơm 2 ạ, 689 là tặng cho mình một set tế bào gốc luôn ạ. Đây là chai tế bào gốc với kem mắt retinol. Một người nha.
ai lấy comment nha, hôm bữa em đã sale 689 ngàn rồi mà em không có bớt gì hết á. Viên này em bữa bán 999. Thần tài đẹp lắm các chị ạ, thần tài VIP ạ. Cái này ai mà có hổ phách hoặc ai có ngọc đeo lên hơi bị xinh luôn, đeo lên hơi bị sang luôn á các chị ơi, đẹp lắm. Hổ phách đi, ai có vòng hổ phách lên hổ phách đi đẹp lắm. Dạ, lấy em có phát là bơm 2 ạ, 689k ạ, tặng cho mày một tế bào gốc luôn ạ. Bộ này là bộ chuyên sâu đó mấy chị của hàng. Rồi, ai lấy comment nha. Giờ này mấy chị hình như đi ngủ hết rồi phải không vậy? Dạ, chị nào còn có like mà cho em xin một dấu chấm đi ạ. Thôi để ngày mai đi. Hôm nay là nhiều người là bỏ qua cái livestream này lắm của em, lắm 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 luôn á. Thôi để ngày mai nha. Ngày mai không hứa nữa, mỗi lần hứa là sẽ thất hứa. Khách nói con này dạo này thất hứa hoài luôn. Lần nào hứa 2 giờ trưa mai lên live là y như rằng hôm sau là sẽ nghỉ. Nên thôi hôm nay sẽ không bị hứa nữa, hứa là sẽ dính lời nguyền. Thôi, ngày mai các chị cứ canh đi 2 giờ cho tới 2 giờ rưỡi. Các chị cứ canh đi. Các chị cứ lên giờ đó các chị thấy em like thì các chị coi. Còn nếu như qua 2 giờ rưỡi mà không thấy em like thì các chị đi coi like chỗ khác đi. Chưa em không dám hứa nữa đâu. Hứa xong rồi làm người ta chờ đợi, xong rồi mình không like cũng kỳ. Thiệt á, tại vì nhiều khi em cũng có bận đột xuất hoặc là em bệnh hay gì em không biết. Vậy nha, em cũng muốn like nữa lắm nhưng mà thôi. Hẹn mọi người livestream vào ngày mai. Cảm ơn các chị đã coi like và ủng hộ em. Mai em like em tặng một số chị vài viên gì nữa. Có nhiều người nãy giờ đi ngủ không có coi được like. Ok mấy chị, hẹn gặp lại nha. Bye bye các chị, chúc các chị ngủ ngon.